không cô với ba được không? Bấm nút ha. Bấm nút chia sẻ. Rồi, xin mời nhà gái mình giới thiệu về mình chút xíu đi ạ. Dạ, em tên là Trần Thị Thanh Trúc. Em 54 tuổi ạ. Em là giáo viên đã về hôn. Là Trúc sinh năm dạ 1967 ạ. 1967 tức là thua chị 1 tuổi. Vâng ạ. À, em chị 1966. Dạ. Giờ hiện giờ là Trúc đang ở đâu? Dạ ở với con em và ở quận mấy? Dạ quận Bình Thạnh ạ. Ở quận Bình Thạnh. Vâng mình ạ. Đã về hưu rồi, là bây giờ cái này là mình làm công việc thêm của mình. Vâng đúng ạ. Không? Rồi. Chào chị nhà gái nha. Dạ, chào anh Quyền Linh ạ. Chắc Linh nhỏ hơn chị chắc cũng 4 5 tuổi gì đó. Rồi xin chào anh, giới thiệu về mình ạ. Dạ chào anh chú Linh. Dạ. Cô Hồng Vân. Dạ chào anh. Tên bạn gái bên kia với tên thẻ khán giả tôi là Nguyễn Văn Luyện. Dạ. Năm nay sinh năm 1962. Năm nay 59 tuổi. Bây giờ xin hôn cũng khó nha. Thôi xin phép là Quyền Linh gọi là anh cho nó trẻ đó nha anh nha. Dạ. Dạ. Anh là có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Tôi thì điểm mạnh thì sống hòa đồng vui vẻ, hay giúp người, công việc nói là làm. Còn điểm yếu thì hay quên. Dạ. Rồi còn mình, Trúc nói cho anh nghe đi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ năng động, thích chia sẻ với mọi người. Còn điểm yếu của em là thẳng tính. Dạ. Dạ. Mình gia đình mình sao vậy chú à? Đúng rồi, thì mình tôi nói là tôi có hai đời vợ. Thì ở một đời vợ trước thì được 1 năm. Dạ. Thì tôi thôi nay là ba mấy năm rồi. Dạ. Không nói đến vợ sau, thì ở được hai mấy năm thì bà ấy mất. À. Là mất ra đây là 8 năm rồi. Ở vậy 8 năm rồi. Mình có mấy người con rồi? Tôi có giờ là hai người vợ là ba người con. Ba người con, giờ con nhỏ nhất là nhiêu? 27 tuổi. Lớn nhất? Lớn nhất là 36 tuổi. Dạ. Bây giờ là anh ở một mình hay anh ở với các con vậy anh? Con thì nó lấy với chồng nó ở riêng một đứa, còn con đứa thì nó lấy thì tôi ở mình, thằng con trai ở với tôi. Mình ở đâu? Còn ở quận 11. Dạ. Còn cái thằng Út 27 tuổi đi nước ngoài này là 5 năm rồi. Dạ. Rồi, còn về phía mình thì sao hả Trúc? Dạ, em đã ly hôn 5 năm ạ. Em ly hôn năm 2016. Còn em có một bé gái 32 tuổi ạ. Bé đã có gia đình 7 năm. Và bây giờ là Trúc đang sống với lại con gái. Dạ, đang sống với vợ chồng bé. Ở trong hàng xóm không có ai mà có thể mình hợp, mình tìm đến chương trình hả chú? Tôi lại thích cái chương trình biết sao không? Tìm ngoài cũng có, cơ mà tàn là không đâu vào đâu. Cái chương trình này biết mình muốn đi lấy vợ, người ta cũng muốn lấy chồng thì cũng dễ. Tôi chỉ thích thế thôi. Thích thế thôi, ai đăng ký cho chú vậy? Con gái. Con gái đăng ký hả? Để con quan xem nhà gái cái chú ha. Anh đi xe xưng mừng anh cho ảnh trẻ trung chứ sao lại chú. Dạ chào chị. Dạ đó. Chào anh Quyền Linh. Chào chị. Chị Trúc muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào chị Trúc? Dạ anh đó biết chia sẻ, cảm thông, đừng có nhậu nhẹt mà hơi nam tính. Dạ. Ít nam nói. Tính. Mình cũng hy vọng rằng mình sẽ cùng nhau làm bạn tri kỷ trăm năm luôn ha. Vâng, Trúc có sở thích là khiêu vũ. Khiêu vũ hả? Dạ. Anh có khiêu vũ được không? Không. Thì chỉ dạy khiêu vũ. Chờ anh đi nữa mà có quen thật rồi về dạy tôi thì tôi biết khiêu vũ. Đúng rồi. Còn bây giờ thì không biết. Đúng rồi, bây giờ thì anh cứ từ để cho Trúc dạy anh. Giờ hình mẫu của anh muốn bạn tri kỷ trăm năm của mình như thế nào? Tôi thì cứ không có mơ mộng gì cả. Cứ người cứ cao khoảng 1m50 trở lên được rồi. Hả? Bây giờ người coi như là vui vẻ, hai bên gia đình là được rồi. Dạ, yeah. Biết gọi là biết trên, biết dưới, biết trong, biết ngoài. Đúng rồi. Em nghĩ là Trúc bên đây chắc là cũng phải 80-90% cái điều mà anh bên đây mong muốn. Vâng ạ. Bây giờ nay anh đi với ai vậy? Đi với anh chị hai. À, với con trai. Với một cô chị xui với anh hai. À, có chị xui nữa. Có bạn của con trai luôn. Còn con gái thì con nó nhỏ quá đi không được. Rồi bây giờ thôi anh hai nói trước đi. Hôm nay tôi cũng thay mặt cho thành viên trong gia đình gồm 5 người. Và chú Luyện thì cũng là một người cha rất mẫu mực và rất chung thủy với vợ con. Và cũng lo cho vợ con cũng như rất là tốt. Và đây cũng là con trai của chú Luyện. Đã cũng rất ủng hộ ban chương trình cũng như cô Hồng Vân và chú Huyền Linh sẽ hoạt động tốt hơn. Và tạo cho nhiều những cặp sau này thành vợ chồng đại gia đình hạnh phúc cả nước. Và tôi xin cảm ơn. Cảm ơn dạ, chú. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Anh trai, con trai, có thể con trai chia sẻ chút xíu với... Con chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Quỳnh. Chào cô ạ. Con không biết nói gì nữa. Thấy sao? Con thấy cô sao nè? Con thấy cô được.
Tuyệt vời. Biết thiêu vũ kiểu đó là con khoái lắm. Con mong cô được dẫn ba con đi theo vũ hàng ngày. Cảm ơn con ạ. Ba con sao? Ba con ở nhà đối với con là một người như thế nào? Ba con à? Ba con thì giống trang người mẹ. Cô biết là con rất thương ba đúng không? Tại vì đã mấy lần con kềm cái cảm xúc của con rồi. Nếu mà ba hạnh phúc là con sẽ hạnh phúc rất nhiều đúng không? Cảm ơn con. Mong điều gì với ba là con có thể nói với ba một điều. Con mong cô với ba được bấm nút ha. Bấm nút chia sẻ hàng ngày với nhau người già. Đúng rồi. Đồng hành với nhau ha con ha. Cảm ơn con. Nhà trai, nhà trai. Bây giờ chị đi với ai vậy? Dạ đi với cô bạn thân là Bích Vân ạ. Rồi, xin mời cô bạn thân. Xin chào anh Huỳnh Linh và chị Huỳnh Vân. Em tên là Nguyễn Thị Bích Vân. Cũng sinh năm 1967, bằng tuổi Trúc. Hai đứa học chung hồi nhỏ. Những như bạn bè gặp lại thì Trúc kể hoàn cảnh gia đình như vậy đổ vỡ. Thì mình đi tìm chương trình bạn muốn hẹn hò và kết nối với Trúc để tìm ảnh vỡ còn lại cho Trúc. Tại vì hạnh phúc của bạn mình chính là hạnh phúc của mình. Cho nên hôm nay thấy chương trình đã ghép đôi cho anh Luyện với lại bạn mình xin Trúc thì mình rất là vui. Mà mình tin chắc rằng một khi ai đến chương trình bạn muốn hẹn hò là sẽ dính, sẽ không bao giờ mà tan vỡ nữa. Mình rất là ngưỡng mộ chương trình này. Rồi mình cũng đăng ký luôn đó. Mà mình đang chờ. Vậy hả? Mình cũng đăng ký, mình đang chờ đó. Thì mình tin rằng bạn mình hạnh phúc, mình sẽ hạnh phúc thôi. Thì nói tóm lại thì anh Luyện với chị Thanh Trúc rất là xứng đôi vào lửa. Hai người đã mảnh vỡ thì ghép lại sẽ thành nguyên vẹn thôi. Sẽ sống cuộc đời còn lại rất là hạnh phúc, sẽ bù đắp hết. Chúng tôi vẫn đang đi tìm một nửa manh ghép cho chị nha. Chị gái chờ thời gian nữa nha. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai anh chị gặp mặt. Mở rào. Em chào anh. Lần đầu tiên gặp lại anh chẳng nói bông thì lúc nào ông muốn em xinh đẹp như bông này. Dạ, em cảm ơn anh. Đấy, đưa chị cầm, đưa chị cầm giùm. Đó, anh ơi, anh nhận cái bánh nè. Anh coi cái bánh là anh biết con người nè. Em tặng anh cái bánh kem. Dạ, nó có hình trái tim. Ý em muốn trao cho anh một trái tim đầy tình yêu thương của em. Dạ, cảm ơn. Hay quá. Này em ở Gò Vấp ở đâu? Dạ, em ở quận Bình Thạnh, cư xá Thành Đa. Thì bây giờ là chương trình này thì chẳng hạn như là anh gì như em nhìn ban đầu ấy thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh chất phác, thật thà, anh cũng nam tính như em thích. Vâng, cảm ơn em. Thì anh thấy em cũng đẹp gái, cũng xinh, thì mình cứ cho nhau cơ hội để bấm nút. Anh không biết nói gì đâu, còn kêu vũ anh không biết kêu đâu. Nói em có thể tập cho anh đứng đoạn dạ, đi. Không ít đứa về tập thì được, chứ giờ tập nhưng không giống ai như con sâu ấy, kỳ lắm. Không, tôi thử đoạn đi, chút thử. Anh đồng ý không? Theo lời anh Linh đề nghị, anh đồng ý không? Không phải, dập với con sâu đâu mà. Thử đoạn thôi anh. Nào, thử đoạn đi. Không biết tập. Kệ nó, thử đứng lên đoạn đi nào. Dễ lắm, xì lô gì đó. Đó, ôm tay sao? Dạ, đây là xì lô nè anh. Vậy hả? Đó, rồi. Đó, ôm eo chứ. Em. Đó, đấy, đó. Hả? Đó là cứ nhúng qua nhúng dạ, lại cái nhúng qua nhúng lại thôi dạ, à. Theo cái điệu nhạc bài gì đó. Hát một bài nào đó xì lô đi hả? À, anh hát tặng cho. Không biết hát luôn. Thôi vậy hả? Vậy anh không biết hát luôn hả? Chị hát tặng bài đi. Dạ em có bài thơ Sống của nhà thơ Xuân Quỳnh. Em xin đọc một vài câu trong bài thơ đó. Sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Những con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Rồi, cảm ơn. Bây giờ anh thấy trong lòng mình nó sao không anh? Chị cũng thấy rung rinh hết rồi. Rung rinh? Anh quá duyên dáng rồi. Bây giờ anh nói, anh thấy rung rinh hết rồi. Bây giờ hai người bàn đi coi là ví dụ mình bấm nút hẹn hò tới nay mình sẽ tiến tới xa hơn thì mình ở thế nào đó đâu? Dạ anh ở quận 11 mà đường nào ạ? Đường nào Đông Quỳnh á? Dạ ở gần Đầm Sen ạ. Ở kế Đầm Sen. Thôi mình cho cái cơ hội đi. Rồi lấy nhau thì ví dụ là cái chuyện thì cứ để từ từ tính. Dạ. Để hai bên cho nó nhão nhuyện hết thì bắt đầu bước tới. Nhão nhuyện là cái gì anh? Đâu để thơ sâu vô tình yêu nó thâm đậm
nhiều hơn rồi bắt đầu đó. Mình mới tiến tới đúng cái rồi hiểu tới. Nhau nhiều hơn ha. Bây giờ mà mới đầu như này mình nói ra sao nói được. Thì từ đây này thì mình cứ làm bạn để dựa nhau về nút già ốm yếu thế thôi. Là con đi cha không bằng bà đấy ông. Đấy, con bây giờ biết mình một người bệnh mà con nó nghỉ làm cũng không được. Thì chỉ có hai người già mà nuôi nhau mới được thôi. Rồi chị có mong điều gì ở chỗ anh không chị? Dạ em mong là anh sẽ trao cho em một tình yêu và một sự quan tâm hoàn hảo nhất. Rồi anh sẽ trao. Anh chào nhá. Cảm ơn anh. Mà anh ơi em cảm giác chút nó hơi lãng mạn đó. Cho nên là anh tập thời lãng mạn đi thì từ từ đây mình bỏ cái lãng mạn. Không, anh phải cập nhật thêm lãng mạn. Cùng lãng mạn. Giờ trẻ còn lãng mạn còn nhảy nhót. Chứ nói già mà nhảy nhót là té chết đấy. Dạ không. Nhưng mà thấy anh tặng hoa là em thấy anh lãng mạn rồi đó. Em thấy anh mà tặng hoa. Con gái nó mua. Nó mua. Là tôi chở đấy con mua hết cho bà hết. Ví dụ mà không phải gái mua mà nếu anh là người đi mua quà anh sẽ mua cái gì tặng cho Trúc? Thì cũng mua hoa mà không biết đâu hoa gì thôi. Cũng ra người ta bán gì thì mua cái đó. Đúng bây rồi. Giờ hẹn hò đầu tiên anh sẽ hẹn hò chị Trúc ở đâu nè? Bất cứ ở đâu cũng được, không có quan trọng. Sao anh không rủ đi Vũng Tàu hay đi biển hay đi Đà Lạt rồi cho vui? Thì cái chuyện đấy từ từ. Cái diễn biến từ từ chứ như gấp quá cũng không có được. Tôi thấy chương trình có hai vé phim thì tôi là cái đó là ngày đầu tiên mình sẽ gặp hai đi. À có vé phim hồi đó chương hồi đó trình có vé phim giờ hết rồi phim. Bây giờ có vé kịch Hồng Dân thôi. Còn không là em mời anh cái vé đi xem kịch, hai anh chị đi xem kịch kịch kinh dị đi đặng cho bà sợ cái bà hết hồn cái bà ôm anh. Chị Trúc chị thích gì chị nói cho tôi anh được phải những người ôm tôi à. Đấy à. Anh đi coi kịch kinh dị cho em thế là em kêu mấy bạn hùn cái là Trúc hết hồn Trúc ôm anh. Thì mình ôm nãy cái gì đâu. Đấy. Thì Trúc thích gì này nói anh nghe đi. Dạ thích được anh che chở bảo bọc à, anh là bờ vai cho em nương tựa về sau. Rồi được cái đấy. Cái đó tốt, cái đó là anh dư sức à. Bây giờ chắc hai anh chị để tay nút bấm đi. Đúng rồi. Rồi mình quyết định. Chị Vân lo mối này đi chị Vân. Lo bây giờ là em nhỏ em không dám. Thực sự là tới giờ phút này là không có gì phải lo nữa rồi. Bởi vì là anh chị đã tìm ra điểm chung rồi. Em đếm 3 tiếng rồi là hai người. Thứ hai tôi bấm rồi đó. Anh thậm chí tiếng đầu tiên anh bấm cũng được nữa. Một. Đấy thấy chưa. Hai. Rồi đó xong. Đó nắm tay liền. Đấy bây giờ anh không cần phải xin phép ai cả. Đúng rồi. Và bây giờ anh chỉ cần xin phép Trúc yeah. Cho anh hôn. Nụ hôn đầu tiên trên má em. Xong. Giờ hôn ngay. Vâng ạ. Đấy. Đây là cặp đôi đầu tiên không cần phải xin phép ai cả. Không phải xin phép ai. Không ai lớn hơn họ để. Đấy. Trúc ơi, chị nghĩ là có qua có lại mới toại lòng nhau. Em hôn anh cái đi. Vâng ạ. Đấy. Em xin anh. Đấy. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cái này chắc cú rồi. Chắc cú rồi, chắc cú đây. Phải như thế mới được, như đinh đóng cột. Anh chúc anh chị hạnh phúc nha. Đây để em đem bánh kem xuống cho. Chào bạn. Chào chị Cát Tường, bác Chia. Chào quý vị khán giả. Chào bạn. Mình tên là Huỳnh Anh Phát. Năm nay mình 25 tuổi. Và hiện tại mình là nhân viên ngân hàng. Anh Linh cho em 1 phút 30 giây để anh dựa lên chính mình đi đây không? Rồi cho em nghỉ phút 30 giây để chị Cát Tường sẽ mời bạn gái ra xem sao. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Chào em.
Vừa bước ra là ở dưới khán giả ồ vỗ tay quá chừng luôn. Dạ. Biết tại sao không? Tại em xinh quá, bóc dáng như người mẫu vậy đó. Cảm ơn chị. Em xin chào mình. Chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào anh phía sau tấm rèm kia và tất cả các bạn. Em tên là Trần Hồng Nga. Em năm nay 25 tuổi, hiện em đang là điều dưỡng. Điều dưỡng ở đâu vậy em? Dạ em làm tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chị. Mình làm công tác ở đó lâu chưa? Dạ em làm nay hơn 4 năm rồi chị. Nhưng mà xin vậy ô trong khoa, trong bệnh viện không có ai để ý mình hả? Dạ cũng có, nhưng mà chắc tại không hợp hay sao đó chị. Sở thích của em là gì? Em thì em thích nấu ăn nè. Em thích đọc sách, đọc truyện cổ tích nữa. Rồi thỉnh thoảng thì ngắm mưa. Hả? Tắm mưa? Ngắm mưa chị. Ngắm mưa hết hồn, tưởng đâu là tắm mưa. Tắm mưa hấp dẫn à? Này ngắm mưa lên rồi, phải tắm mưa. Ngắm mưa hả? Dạ. Bên đó bạn Nga làm điều dưỡng, bên đây là bạn Phát làm ngân hàng. Nãy giờ nghe Nga giới thiệu rồi, bây giờ bạn giới thiệu sơ sơ cho Nga biết đi. Sở thích của em là đi câu cá. Cũng có một số tài lẻ như là hát, nhảy. Rồi, thôi. Nhảy đi, nhảy đi. Nhảy bên kia đâu có thấy đâu. Mình giới thiệu cái giọng hát hò của mình để bên kia ấn tượng cái đã. Cho em hát bài Riêng Một Góc Trời. Thôi. Tính Ngọc. Quá dữ. Vỗ tay. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Em dữ ha. Nhẹ vương theo gió, gió mãi có thể xa rời chốn xưa. Tình như là ô rơi buồn trong nỗi nhớ. Chơi chơi. Ủa em có ngậm gì trong miệng không vậy? Không, em có ngậm gì thôi chơi. Đâu, 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 hát lại một câu coi. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Hay chứ, dễ thương là có nét. À, được. Đẹp trai nha, dễ thương nha. Hỏi bạn gái có ấn tượng gì không? Trời ơi, lên ta, có thời gian luôn kia ơi. Dạ, ấn cũng nhiều mà tượng cũng nhiều nữa. Là sao? À, chưa hiểu. Tại dấu ấn gì lại cũng nhiều mà em tưởng tượng ra anh cũng nhiều nữa. Tưởng tượng ra sao? Nghe cái giọng đầu á. Chắc bậm trợn. Bậm trợn? Sao vậy? Tự nhiên là bậm trợn. Ém giọng lại nhiều quá, em nghe có vẻ nó nặng nề, nó bậm trợn. Thật ra không phải vậy đâu, dễ thương lắm. Á. Bây giờ mình đáp trả lại đi em, mình đâu có thua được. Anh bậm trợn vậy thôi, em dịu dàng, em nhỏ nhẹ chút xíu ha. Rồi. Mời em. Em đi trên cỏ non mong ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nắng lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sớm nhà tranh. Em đi qua mấy sông giữa mấy đèo dâu trèo lên đỉnh cao. Mấy núi cũng lặn lội về thăm. Rồi. Hay quá. Hai người hợp đó. Người câu cá, người ngắm mưa, xong hai người hát qua hát lại. Hai người coi luôn. Bây giờ thích mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích một người phải sạch sẽ nè, phải có công việc ổn định nè. Sạch sẽ là sao mới là sạch sẽ? Ví dụ như là không có mồ hôi trên cơ thể nè. Ủa, chịu không mới gì kỳ vậy, ta làm mệt ra mồ hôi chứ. Không, làm mệt thì có quyền ra mồ hôi, nhưng mà mình phải có cách khắc phục là một cái mồ hôi tắm không gì được đó. Hôi. Nó không được gọi là hôi quá, chịu nổi chị ơi. Có không? Không không, em thơm lắm anh ạ. Còn cái gì nữa không em? Em thích một người phải chân thành nè. Phải biết tôn trọng những người xung quanh của người đó. Rất là ghét những người mà nói dối. Lỡ dạy mà nói dối rồi tốt, nếu là thú thiệt với em. Đừng có để em phát hiện ra coi như là xong phim. Trời ơi, trời ơi, trời. Cô điều dưỡng của cái chuyện quá ghê quá. Sao? Xong phim luôn rồi đó nghe. Đáp ứng được không? Đáp ứng nhu cầu đó không? Cái cuối cùng á thì em hơi hồi hộp ra xúc động đại một tí. Nhưng mà những cái đầu tiên là ok em được hết. Cái mà có cái gì mà sai trái hãy thú thiệt. À, trải qua mối tình nào chưa? Em được hai mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc thời sinh viên năm 3 của em. Lúc đó là em có mở tiệm tô tượng, sau đó đó là khách hàng của em. Em cua luôn. Mối tình thứ hai của em cũng là một bạn điều dưỡng. Và trùng hợp này là bạn này làm bệnh viện Nguyễn Tri Phương bây giờ. Từ. Có khi nào là đồng nghiệp không? Từ nha, khoan nha. Coi chừng nhầm là xuống liền nha. Tôi coi tả sơ coi bạn hồi đó làm sao? Bạn hồi đó mập lùn. Mập lùn mang kiếng đen. 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 Quê Cần Thơ.
phải vậy. Vậy là không có Cần Thơ không? Không phải, không phải. Em ở thành phố, em ở xì phố. Vậy không lộn. Không sợ, sợ gặp lại người xưa kỳ lắm. Rồi không sao, không sao, bên này yên tâm, yên tâm. Bên đây không có lùn, bên đây cao. Không, em nghe cái giọng là em biết rồi. Có tật xấu gì không? Là tật xấu của em, cái gì mà em không thích á, em cứ lại nhảy em nói hoài, chị nói chuyện này mình sửa hết cho rồi. Giống như tí ở nhà em đi nhậu không, em nói hoài không được, em cứ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, em mới nói chuyện nào mà tí nói thôi nó thảm nhậu vậy thôi. Tí em chấp nhận em chứ bạn trai nó không chấp nhận đâu, lại nhảy hoài nó ghét lắm, đúng không Phát? Dạ đúng rồi chị ơi, em không thích bạn gái mà hay cằn nhằn em đâu. Bạn yêu cầu gì về người bạn đời của mình? À, người bạn đời của em thì phải biết tôn trọng gia đình hai bên và tôn trọng những mối hệ của nhau. Hai là phải tự chủ và độc lập một tí. Cũng như là nếu mà làm chấp nhận hy sinh công việc của mình tí thì lùi phía sau lo cho đời sống gia đình thì ok. Thế là bắt phụ nữ phải hy sinh cho mình? Không, hy sinh cho gia đình của chúng ta. Tại sao em không hy sinh mà bắt người phụ nữ hy sinh cho gia đình? Như là em sẽ hy sinh bằng cách là làm nhiều hơn để lo cho hạnh phúc. Rồi về hình dáng như thế nào, ngoại hình? À, hình dáng thì cao ráo một tí, à, thích bạn nữ mặc váy, à, mặt tròn tròn bầu bệnh, mà tóc đen. Ta chăm sóc bệnh nhân được, tức là ta chăm sóc gia đình được, phải không? Đừng có đòi hỏi nhiều quá, vậy là được rồi. Dạ. Ha, chấm rồi phải không? Bây giờ kéo màn lên gặp cái là ok liền nha. Kéo màn lên. Hai phút gặp gỡ nhau, bắt đầu. Có quà tặng Nga. Dạ, cảm ơn. Cho hỏi là Nga định lập gia đình năm bao nhiêu tuổi chưa? Nga không có hoạch định trước. Chỉ là khi nào mà thấy hợp, thấy cái khoảng thời gian đó nó thích hợp thì mình sẽ tới thôi. Chứ mình không có ấn định nhất thiết là phải tới năm như đó thì mình mới lập gia đình. Còn quan điểm tình yêu của Nga là gì? Yêu thì yêu chân thành. Hết yêu thì nói thẳng, không lừa dối. Đúng rồi, Phát cũng sẽ sự thẳng thắn. Vậy còn Phát suy nghĩ thế nào về cái chuyện giữa tình yêu với lại hôn nhân? Phát... Giờ đến Phát sắp tới có Phát yêu là cưới. Có không? Có. Có hứa nha. Có hứa. Mẹ em cũng biểu vậy á. Phải không? Dạ. Phải sẽ nói một câu gì để thuyết phục bạn Nga bấm nút? Nga có đồng ý là sau cái buổi hôm nay là cho Phát cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn không? Đó là câu hỏi hay câu tỏ tình? Kêu ông tỏ tình, ông hỏi ngược lại người ta. Lúc trước một bạn nữ dễ thương em hay bị đơ như vậy. Không, nhảy cái anh đang ngồi chứ không có đang đứng. Đứng lên nhảy cái cho nó. Đó hồi nãy không có thấy, giờ thấy ra con nhảy có gì lạ chứ. Tao quay đây nè. Mày lo chắc cho em xin miếng âm nhạc được không ạ? Bài Chỉ Riêng Một Quỳnh Ta của Nguyễn Hưng. Cuộc sống từ sắc vắng tay chỉ riêng mình ta. Tình ngày tăng to với những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sau lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em vừa qua thôi chỉ thấy trái đã chỉ riêng mình ta. Giang lắm rồi. Không được nó. Dễ thương. Dũng này vui nè. Vui á, tôi không có đạm á. Lần đầu tiên luôn anh. Nga phải bị yêu kiến đi chứ Nga. Nhảy thì cũng được. Ráng mập xíu nữa thì chắc được. Điều dưỡng về, điều dưỡng người ta đi. Đúng rồi, tự nhiên mình mỗi lần có bạn gái là mình mập lên là không biết tại sao á. Chắc nhờ được chăm sóc đó. Hy vọng là mày cũng vậy. Trời, giá như mập lên chút được hả? Rồi, chúng ta hết thời gian. Chúng ta sẽ có Bạch Thiên Điệp. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nhìn nhau rồi, lúng la lúng liếng rồi. Bây giờ nè, nắm tay thử coi giờ có điện truyền không nè. Nó bắn lộn tên tài này chưa? Chưa gì hết mà bắn loạn vậy. Lý do tại sao Nga chọn bạn khác? Em nghĩ tại vì cái suy nghĩ của bạn nó cũng... Mặc dù là bằng tuổi với em, nhưng mà cũng có vẻ nó chín chắn hơn chứ không giống như những người khác. Đây, một cặp vé tặng hai bạn. Chúng ta sẽ vào xem phim để tìm hiểu nhiều hơn nữa. Tặng cho hai bạn sản phẩm xịt thơm miệng dược thảo Relax. Dạ.
Riêng nhang này đừng dành nhau, mỗi người có một phần. Rồi, cảm ơn em. Đỡ luôn. Thôi em làm gì ngay lúc đó? Làm gì? Thì em thì em phải hỏi người đó là ai. Thôi người ta nói là đồng nghiệp. Đồng nghiệp sao để ta trên đường? Thì chạy xe đường đông chật hẹp, bây giờ cao điểm kẹt xe thì dính tôi té sao? Đúng không mà. Nên nếu mà trường hợp xảy ra thì cứ để em chở về, không cần ai chở. Nhưng mà bây giờ em không tới, nhưng mà em cũng đi làm, người ta cũng đi làm. Người ta đang đi công việc xếp giao ra, hai đứa đi giao hồ sơ gì đó cho khách hàng. Thì người ta chở nhau về, ta đi luôn kẹt xe thì người ta phải dính chứ. Lúc đó em ở đâu ra mà em chở? Đúng rồi. Xe Vin hả? Em xin tự giới thiệu, em tên Nguyễn Thị Liên, năm nay em 27 tuổi, em đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quê gốc của em thì ở Hải Dương, nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Hiện tại thì em đang làm vị trí điều phối viên tiếp thị cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Henneken Việt Nam. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thứ nhất là giao tiếp. Em là một người khá tự lập và có trách nhiệm với lại gia đình, sống vì gia đình nhiều. Em lớn hơn bạn trai bên kia 2 tuổi, em có ngại gì không? Nếu như thực sự có cảm xúc và thực sự có duyên thì cái tuổi tác em nghĩ nó cũng không thành vấn đề. Quan trọng là không biết bạn nam bên đấy có cảm thấy ngại nếu như mà mình hơn bạn 2 tuổi không ạ? Mình đàn gái không ngại, đàn trai mắc mớ gì ngại. Nhất ra hơn 2 gì trái hơn 1 mà bạn. Đâu có sao. Khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, khuyết điểm thì thứ nhất em là một người khá nóng vội, cũng nóng tính và nhiều khi thì hơi thẳng thắn quá, cho nên dễ làm cho đối tượng nói chuyện với mình bị tổn thương. Cái khuyết điểm của em đó là em cũng dễ tin người. Em thấy ai đó mà nói chuyện với em mà cảm thấy thực sự họ vui vẻ, họ có nhiều thiện cảm với mình thì mình lại suy nghĩ là họ rất là tốt. Với một người điều phối như em, anh nghĩ rằng rất là chắc. Bởi vì nếu như em nóng vội á thì em cũng sẽ phạm sai lầm, dễ muối lòng em cũng phải phạm sai lầm đó. Thành ra những cái này phải thay đổi liền ha. Dạ. Thôi, bạn trai. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là nhanh. Trong gia đình có thể làm được hầu như tất cả các cái công việc trong gia đình. Có thể thay thừa nữa là sửa điện, sửa nước chẳng hạn. Cái đó dễ thì đàn ông phải biết có nó rồi. Sửa nó có xài được không thôi. Xài anh được sửa anh. Điện xài được xài mà được. Sửa xong cuối cùng không có cháy. Khuyết điểm là gì? Em với bạn bên cạnh là đương lợi dụng nhau. Về cái khuyết điểm và ưu điểm là em cũng nóng, hơi nóng tính. Hai người nóng với nhau mệt lắm à. Thí dụ người phụ nữ nóng hơn em có nhịn họ không? Nếu mà họ lỡ mình, át được mình thì mình sẽ nhịn, vì em thường thường là sẽ nghe theo cái đúng. Họ át được thì mình nghe, còn không át được mình tới luôn. Rồi, bây giờ mình có tật xấu gì không? Quá kỹ tính. Cái này cũng là một cái tật đấy. Bởi kỹ tính quá, phụ nữ khó chịu lắm. Bên đây lo rồi đó. Em nghe thấy quá kỹ tính em cũng hơi sợ. Hơi sợ. Không có gì sợ, nói về thôi. Đâu kỹ tính thì giao cho ông kỹ, mình bê bối chứ có gì đâu. Thực sự thì... tâm bên này mình vẫn làm tốt. Nó kỳ kỳ những kỳ mình làm, chứ không phải là bắt bạn làm. Nhiều khi em cũng kỹ tính, khá là kỹ tính, nhưng mà em nghe thấy quá kỹ tính thì em cũng hơi sợ. Không sao, nói vậy thôi à, yêu rồi vô tay mình quản lý, mình xử lý hết em ơi. Dạ. Bạn gái bên kia muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Ngoại hình thì có duyên là được rồi ạ, cao khoảng 1m68 được rồi, bởi vì em cũng hơi thấp, không có hình xăm. Dạ, không bị hói, không bị hô. Bên đó có dính gì không? Không chị ơi. Người kế bên dính thôi. Dạ, về tính cách thì em muốn tìm một đối tượng chững chạc, là một người biết chia sẻ, không gia trưởng và không quá kỹ tính, cầu tiến trong công việc, biết có trách nhiệm với gia đình. Bên này đáp ứng gần như hết, chỉ có vụ kỹ tính thôi. Đúng không ạ? Đúng không em? Bạn trai thì sao? Mẫu người bạn gái của mình là như thế nào? Cao trên 1m50. Được. Tóc dài. Có. Cõi xinh thì càng tốt. Biết quan tâm mọi người và quan trọng là sẽ chăm sóc gia đình tốt. Này dễ thôi. Như cầu em đưa ra thấy phụ nữ nào cũng gần như có hết. Nói tôi nghe không được ta ơi. Có cái điều gì bạn không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích bạn gái mê trai thôi chị ạ. Cái này không được. Ủa, chứ gái không mê trai mê gì mà em mê gái? Mê nhưng đừng thể hiện quá. Ủa? À? Hồi xưa giờ anh thấy phụ nữ nói không thích đàn ông mê trai, chứ lần đầu tiên thấy đàn ông mà không thích phụ nữ mê trai. Mày quên, em quên điểm nhược điểm của em là em ghen. Ghen dữ lắm hả? Ví dụ như bây giờ đang chạy xe ngoài đường thấy bạn gái mình rồi để tay lên đùi, ngồi sau lưng để tay đùi cái người chở luôn. Thôi em làm gì ngay lúc đó? Làm gì? Thì em phải hỏi người đó là ai như thế nào. Thôi người ta nói là đồng nghiệp. Đồng nghiệp sao để tay trên đùi? Thì chạy xe đường đông chật hẹp, giờ cao điểm kẹt xe thì dính tôi té hay sao? Đúng không mà. Nên mà trường hợp xảy ra thì cứ để em điện chờ về, không cần ai chờ. Nhưng mà bây giờ em không tới, nhưng mà em cũng đi làm, người ta cũng đi làm. Người ta đang đi công việc xếp giao ra, hai đứa đi giao hồ sơ gì đó cho khách hàng. Thì người ta chở nhau về, người ta đi luôn kẹt xe thì người ta phải dính chứ. Lúc đó em ở đâu ra mà em chở? Đúng rồi. Xe Vin hả? Cái này khó. Không khó đâu. Bình thường á, nếu vậy thì em giải quyết vậy hơi vội. Em phải hỏi ra thật sự thôi. Ủa tại sao em để tay lên đùi người đó? Nó ở đó giống vậy thích chị tường. Hoặc là thậm chí em thấy để hai tay hai bên luôn.
mà lúc đó đâu có biết chuyện gì xảy ra. Nhiều khi anh thắng cái gì đó, thắng gấp quá, cổ vô tình cổ để vô cái em nhìn thấy gì ta không kịp. Mình có ghen ghen nhưng mà nó đâu nó không phải đúng cái đó. Ghen mà ghen tầm bậy, ghen bóng, ghen gió là tào lao. Xong để tôi xin lỗi cô bạn. Cái gì xin lỗi quay lại? Cô đàn bà con gái ta giống như là sẵn đâu để đó, tự nhiên đi rồi xin lỗi quay lại. Công việc ổn định chưa? Công ty em còn tiến độ ổn định nha chị. Mình có lập kế hoạch bao nhiêu năm mình mua nhà, bao nhiêu năm mình sinh con, sinh cái gì chưa? Nhà thì có trả góp ngân hàng. Đúng rồi, mà mua chưa? Ngân hàng lo. Rồi, sau này định sinh mấy con? Cái này thì cũng hên xui. Trời chứ. Cho, trời lo. À, trời cho, trời lo. Không được. Đó thì tại vì mua vé mua nhà mà không ngân hàng lo. Rẻ con thì trời lo. Lấy vợ tự lo, tôi không làm mai. Khó. Chứ rồi sao? Để anh qua coi đàn gái sao mà đàn gái làm khó đàn trai quá. Nghe ghen quá là không vui rồi. Ồ em gái, dễ thương quá. Anh bên kia thật sự là cũng dễ thương lắm. Anh nói thôi chứ thấy anh cười không à. Hình như nói cho có thôi chứ cũng đến mức mà ghen gì đâu. À, dạ tại em cũng rất ghen mà. Chắc là hai người này gặp nhau mệt rồi nha. Cái tính em thì em nghĩ như nào em sẽ nói luôn cho em không giữ trong bụng. À, vì vậy nếu như mà em gặp những trường hợp đó thì em sẽ hỏi lý do. Hỏi sao? Em thì em chưa gặp trường hợp đó nhưng mà nếu em nghĩ là gặp trường hợp tương tự như như anh á thì cũng khó. Sao khó? Nè anh chỉ em là đơn giản nha. Em cứ nhẹ nhàng chạy kế bên, em gặp anh ấy. Chào anh. Anh khỏe ha. Bạn gái dễ thương quá. Chào bạn. Chút rảnh về uống cà phê với mình nha. Rồi đi về. Ha, đi về lo cơm nước nhẹ nhàng. Rồi anh ấy về, cứ nhẹ nhàng cho anh. Tình hình sao anh? Đó. Từ từ anh ấy giải thích, đừng có căng quá. Về mới giờ mở cửa ra càm ràm, thậm chí là la lối ôm sùm là cái đó đúng là căng thiệt. Em cứ nhẹ nhàng như thế, đối phương mới sợ, đối phương mới nể và đối phương mới khai. Đây, được bây đó. Giờ nè, kinh nghiệm của chị nè, để biết đó. Là nó có rục rịch gì hay không. Em chỉ việc chạy lên, bóp kèn, tin tin, xong chạy, chạy luôn. Mình mắc gì, mình làm vợ, làm yêu mà. Nếu người đó chạy theo, giới thiệu, năn nỉ, em ơi, ủa em đi đâu vậy? Đây là bé đồng nghiệp anh hay là chị nè, anh đang chở qua đó qua kia, em đi đâu vậy? Thì cái đó là không có gì. Ngu gì chạy còn theo. Nếu như mà em qua bóp kèn, tin tin, xong em chạy, rồi nó để cho em chạy luôn, là em hiểu rồi đó, em đi luôn rồi đó. Không phải. Anh là anh chạy luôn. Bởi vì đường đường mình có sợ ai đâu, cứ chạy. Ủa thì thấy vợ mình không chạy lên. Bây giờ anh nè, anh đang chở em đi ngoài đường đó. Anh đó, anh đó, đang chở em đi ngoài đường nè. Thấy không, đang ngồi hai anh em nói chuyện nè. Rồi cái vợ anh đang chở con anh chạy trước nè. Tự nhiên tình cờ, ủa anh, rồi anh chạy luôn à. Thì đâu có, anh nói, ủa chở con về ha, giờ chở gì trước đi, chút anh về sau. Có bình thường. Thì tại vì là vợ anh biết cách tường rồi. Con đằng này cô này cũng đâu có biết cái cô và bạn gái sau lưng cái anh kia. Ủa sao cãi chuyện của ta. Thì cổ phải. Em nghe chị Tường á, là chị cũng đồng thái với em. Hành chị cũng ghen, hành chị có cách xử khác. Anh là người trung gian, anh sẽ xử cách nhẹ nhàng hơn. Nghe anh đi em. Nghe chị đi em. Tùy em xử lý. Em không thích gì người đàn ông? Em không thích đàn ông gia trưởng, ích kỷ, mê bạn bè hơn mê vợ. Dạ, ví dụ như là bạn nhậu. Em trai có nhậu không? Nhậu nha. Có nhậu nhiều đó em. Tình hình nãy giờ anh hỏi bên đây là em nghe hết rồi ha. Em tự định đoạt cuộc đời. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai em? À dạ em đi với anh họ em và chị em. Xin chào anh Việt Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả có mặt tại trường quay. Về nhận xét về chàng trai bên này thì mình thấy tuy nhỏ hơn 2 tuổi nhưng mà tính rất là chuẩn, có vẻ là một người công việc rất là kỹ càng, điềm đạm, sẽ là một chỗ dựa tốt cho Liên sau này. Hy vọng hai bạn sẽ đến được với nhau. Và bạn trai đi với ai? Em đi với bạn thân là đồng nghiệp ạ. Mình là Hùng, mình là bạn thân của Cường. Bên này bạn nữ hơn 2 tuổi nhưng tuy nhiên thì Cường bên mình so với bạn bè trang lứa thì cũng rất là chững chạc. Tuy rằng hơi đen nhưng mà có duyên. Bạn thân khen quá ha. Mình thấy là hai bạn cũng rất là hợp nhau đấy. Mình hy vọng là hai bạn cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Tại vì đằng nào thì chiều nay thì mình cũng đi nhậu rồi nên là cố gắng dắt thêm một người. Trời đất ơi, tao lên đi kiếm vợ, phải lên kiếm bạn nhậu. Bọn em bảo rồi, nếu như mà anh không bấm nút thì anh này sẽ ở dưới đây bấm nút. Hay, bỏ cái này tôi nói hay. Rồi thì cái tôi chung qua tôi nói một câu nữa nè, dại dột nghe chưa. Đi kiếm vợ mà dắt theo thằng bạn vậy là chết rồi. Thân cái gì, thân này là thân ai nấy lo, nó lo thân nó trước kìa. Trời ơi thất bại, em thấy em này em thất bại toàn tập luôn rồi.
Rồi bây giờ kéo màn lên. Coi được thì bấm lẹ lẹ để dưới ta chơm ta chọn em ơi. Tuy rằng bạn bên này nhỏ hơn nhưng mà nhìn già hơn đấy. Bạn, hoa này là tự tay mình làm á. Xuất sắc. Anh em đẹp đấy. Gì cũng đẹp. À rất đẹp nhầm nhầm. Quá đẹp đi. Nếu như không nói tuổi ra thì ai cũng đoán anh này là lớn tuổi hơn em hết. Đừng lo, anh này lớn tuổi lắm rồi. Bán vé máy bay mà thường ta gọi là phi công á. Nếu mà được với nhau ấy thì bạn có thể là anh em. Dạ, anh chào chị. Nếu mà định với nhau ấy, em có thể nghỉ công việc bên kia để về tiếp quản công việc bên này không? Anh thấy em làm sale ấy thì nó rất phù hợp về quản lý công ty. Cho em hỏi một chút vui thôi nhé. Anh đang tìm một người vợ hay là tìm một nhân viên sale ạ? Em cảm thấy em là người sống cho cái gia đình rất là nhiều. Và nếu như khi em gặp một đối tượng và có duyên, có phận với đối tượng đó thì em sẽ ưu tiên về cái gia đình mình trước tiên. Dạ, nếu như thực sự có thể để hỗ trợ được cho ông xã của mình thì em sẽ sẵn sàng. Mình cũng có một hậu phước vững chắc để mình phát triển. Tại vì về em, cái người em tin tưởng nhất ấy, sẽ là người vợ. Cho em hỏi thì cái lần đầu tiên anh thấy em thì anh có cái điểm, cái điểm đầu tiên mình thấy là có thể hai người có quá nhiều điểm giống nhau, kể cả tính cách hay là về giao tiếp thì mình thấy nhiều điểm giống nhau. Chững chạc và mình cái đó là cái mẫu người mình thích, là một người chững chạc. Em cũng muốn nói với anh chút xíu về cái suy nghĩ của em. Thì như vừa nãy anh trao đổi là anh rất là ghen, em cũng ghen. Mình nên tránh những tình huống như thế và mình nên tin tưởng nhau nhiều hơn. Anh rất hy vọng cả hai cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Hãy tin anh, thế giới của anh lo. Suy nghĩ thật kỹ, rất nhiều người đang theo dõi chúng ta nhé. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. Nếu mình không bấm thì cơ hội sẽ dành cho rất nhiều người ở phía dưới đang muốn bấm. Một, em hết cơ hội. Hai, ba, hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm chặt vào. Không thích nữa là trời cũng cao luôn. Bụng lấy bụng bự hay sao làm ghê ông vậy? Ông này á bụng chào quá lửa luôn. Thôi không còn biết nào cho nghe. Thôi qua tôi coi. Chết rồi. Trời ơi cái gì quá xá vậy? Em tên là gì? Dạ em tên là Thùy Vân, năm nay em 29 tuổi. Rồi bây giờ mình chờ bạn nam của mình ra nha. Rồi xin mời. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Đình Luật ạ. Luật. Dạ đúng rồi, dạ cháu ba đời của Nguyễn Đình Chiểu. Ngoại ngoại. Phải. Dạ. Tới đây làm cái gì? Dạ tới kiếm vợ anh ơi. Đó giờ có vợ chưa? Dạ chưa, người yêu bỏ em cách đây cũng 5 năm. Người yêu mình mà kêu người yêu mình nó bỏ. Thì bây giờ bỏ mình kêu nó thôi chứ sao được. Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Tự nhiên bỏ kêu nó sao được? Dạ không phải anh, cái gì nó có nguyên nhân của nó hết á. Tại vì em bị mắc niềm tin người phụ nữ. Tội nghiệp lắm anh ơi. Mất niềm tin? Dạ. Phụ nữ nào làm em mất niềm tin gì em? Dạ người yêu cũ của em. Làm gì mà em mất niềm tin? Bỏ em đi quen sếp của em. Quen em được mấy năm mà bỏ quen sếp của em? Dạ được 2 năm anh. Em có làm gì không đúng với người ta nó bỏ em chứ? Em cũng không biết nữa anh. Thiệt sự thì em cảm thấy mình cũng bình thường như mọi người thôi. Mà thà ví dụ người ta có thể nói trực tiếp với em á. Thì em không tức. Cái này người ta âm thầm bỏ em luôn. Bỏ em luôn. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ nay em 29 tuổi anh. Em làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang là sinh viên. Tại lúc trước em học dược sĩ trung cấp ra rồi, sau đó em làm được 3 năm. Hiện tại em đang liên thông đại học. Dạ em học năm thứ 2. Bây giờ là học không thôi hay là vừa học vừa làm? Dạ em học không 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 thôi. Không có bạn trai bao lâu rồi? Hơn 4 năm. Sở trường của mình, điểm mạnh, điểm yếu gì của mình chẳng hạn? Điểm mạnh, em có thể hát được. Dạ đúng. Mình hát ra một đoạn nào cho các bạn. Nhưng mà em hát coi nhạc buồn không à? Kệ nó, buồn gì thì hát đi. Em xin hát bài Chỉ Là Em Giấu Đi. Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng mây ngon thì có lẽ em sẽ chẳng mang điều gì nữa mà không. Hồi lâu mình cũng cơn mưa. Nếu anh có về, em sẽ vỡ như chẳng có
gì xảy ra. Vợ những thiếu anh, cuộc đời em vẫn tươi tắn qua hối hả. Chỉ là em giấu đi. Bạn cảm nhận thế nào giọng hát của bạn nữ bên kia? Dạ chắc chiều nay em rủ, em mời bạn đi hát karaoke. Em hát được không mà rủ? Dạ cũng được anh. Hát về nhạc gì, dòng nhạc gì? Ví dụ bây giờ nhạc nào em hát cũng được, nhưng mà em chỉ thích là nhạc hơi mạnh một xíu. Rock đi. Rồi lỡ làm câu rock chơi luôn. Luôn đi. Dạ. Lỡ rồi đứng lên. Giữ luôn. Dạ. Nóng luôn. Bên kia hát nhẹ nhàng mỏng lét, mình hát dày lên nha. 2, 3, bắt đầu. Vô. Từ từ anh. Để em giới thiệu đã. Rồi giới thiệu đi. Sau đây mình xin trình bày một nhạc phẩm được mang tên Nếu Điều Đó Xảy Ra của nhạc sĩ Ngọc Châu. Một ngày nào đó nếu anh Dương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm giá ban, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đơn chỉ còn trong dĩ vãng. Oh yeah, yeah, yeah. Em xa anh vẫn cô đơn. Yeah. Lên. Anh xa em dù gần, con tim ta như đá lạnh bút giá. Anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong ban giá. Oh yeah. Yêu em mãi như mặt trời. Yeah, yeah. Không. Oh. Anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong ban giá. Oh, oh, oh. Yêu em mãi như mặt trời với trái tim thiết tha yêu người. Chế câu cuối vậy. Được không anh? Quá được. Được, chứ. Được, cặp này kết hợp được nè. Thôi, chương trình văn nghệ hết rồi, bây giờ tới tình yêu. Em quan điểm về tình yêu như thế nào? Với em thì nói chung là yêu em thật lòng mà được rồi. Em có đặt ra một cái tiêu chuẩn gì về người bạn trai của mình không? Có, cũng ít thôi chị. Cao hơn em, từ khoảng mấy 65 trở lên được rồi. Vui vẻ, năng động và đừng thở dơ. Đừng có bụng bự. Bệnh có bụng bự không vậy? Thôi thôi chị ơi. Nhớ đầu đừng có hói nữa nha. Ủa bụng bự đầu hói có làm gì xấu không mà không yêu? Không đẹp. Ai nói bụng bự đầu hói không đẹp? Em. Đó. Tức con này quá được tức. Hả sao? Dạ. Sao mày hói cái gì quá bụng bự? Anh Quỳnh Linh có bụng bự. Hả? Ai Quỳnh Linh có bụng bự không? Em thấy anh trên truyền hình có bụng bự không? Cũng có chút chút. À, có hói không? Dạ không có hói. Em biết rằng em nói ghét là không bụng bự đầu hói là đụng chạm nhiều người không? Em không có ghét, em chỉ không thích thôi. Rủ nhà em có người nào đó đầu hói bụng bự em không thích luôn hả? Nhà em không có ai hết. Nữa nha, em nhớ nha. Thế nào á, ghét của nào trời cao của đó. Dạ nó em không thích chứ em hỏi em ghét. Không thích. Nữa trời cũng cao luôn. Gì sân si dữ vậy anh Linh? Đừng lấy cái bụng bự lắm hay sao? Làm gì ghê ông vậy? Ông này á, bụng chà bá lửa luôn. Thôi không còn miếng nào chứ á. Ờ, thử qua tôi coi. Chết rồi. Anh vô chị cứ tưởng. Trời ơi, cái gì quá xá vậy? Đứng đứng xích lên lại đây nó nghe nè. Dạ. Đứng đứng xích lại đây xíu nè. Gì vậy? Tao có mùi gì không? Bên đây tao không thích người ở dơ. Thì chỗ đi. Sao bụng tôi không bụng nào bự. Đứng lên nè, đứng nghe. Sao? Bụng. Thôi nó giỡn, bây giờ nó nghe nè. Tôi có đặt ra yêu cầu bạn nữ là làm sao không? Bây giờ nói chung là hết quyền chọn lựa rồi chị. Ở nào cũng chơi hết. Dạ được hết. Phải không? Nhưng mà miễn sao là có người phụ nữ có thể là hiểu ý mình, và trong cái chuyện mà gia đình có biết cách xử sự, biết cái sự với bạn bè, gia đình và xã hội là được. Vậy mà nói thì sao cũng được. Ngồi xuống đi. Có không thích cái gì ở người phụ nữ không? Em không thích người phụ nữ mà nghiện Facebook. Ủa, nghiện Facebook làm sao không? Vui mà. Không, vui vui cũng vừa phải thôi chị. Em nói sao ta, là ví dụ hôm nay là sinh nhật của mẹ đi, đáng lẽ mình mua hoa về mình tặng cho mẹ mình, nhưng mà không có mua, thì đưa lên Facebook lấy một cái hình cái hoa để là chúc mừng sinh nhật của mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh con ra đời, cảm ơn nó nuôi nắng con tới bây giờ, lại nói để cho nhiều người like, nhưng mà trong khi hành động là không có. Em không thích những người đó, cái gì cũng Facebook.
Facebook thì nó là tốt chứ không phải là xấu, nhưng mà đừng lạm dụng nó quá. Nếu như tặng quà là phải tặng quà. Dạ. Ví dụ nay mà chọn được bạn gái này tặng quà là làm ơn phước là mua quà tặng, chứ đừng có quà trên Facebook. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Rồi, để tôi qua tôi hỏi bên đây coi. Em có nghiện Facebook không? Dạ không. Không có chơi Facebook hả? Dạ có, nhưng mà chị lên đó xem những cái tin của lớp, của trường rồi thôi, chứ em cũng không có cả ngày Facebook. Hôm nay có ai nghe ủng hộ mình không? Dạ có, bạn bè trong lớp của em. Có bạn bè em ngồi đâu? Dạ ngồi dưới. Chào các bạn. Ai ai viết cái câu đó vậy? Dạ cái này là nhóm tụi em nghĩ ra rồi viết. Vậy là tụi em ngại ngùng chứ đâu phải bạn này ngại ngùng phải không? Ngại dùm. Ngại dùm. Đánh giá nhìn cái này thế nào, hợp là hợp với cô kia không? Dạ em thấy tính tình của anh cũng vui vẻ giống như bạn của em vậy đó. Đặc biệt chắc là thích ca hát giống bạn của em. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ tôi nghĩ là đã tới lúc cho hai bạn gặp nhau. Rồi kéo màn lên. Rồi xoay lưng lại, 2 phút cho các bạn. Chào em. Anh chỉ hỏi em một câu thôi. Em muốn lập gia đình chưa? Dạ chưa. Tại vì á thì là mình xác định tư tưởng rõ ràng là quen để lập gia đình chứ không phải quen để quen chơi. Dạ. Thì ý định của em chắc khi nào em học xong em mới kết hôn. Khi nào em học xong? 2 năm nữa. Hình như anh em cũng cùng tuổi đúng không? Dạ. Năm duỗi mà ăn nha. Năm duỗi đi rồi cặp đất chứ năm duỗi mà. Dạ ăn mai chị. Cảm nhận thế nào về người bạn đang ngồi đối diện mình? Em nói chuyện rất là chín chắn, có suy nghĩ, có thể lấy làm vợ được. Còn em thì sao? Em cảm nhận sao về ảnh? Ảnh cũng vui, nhưng mà bụng bự đúng không? Chứ không phải bụng bự mà có em chưa có thích ngay lần đầu tiên được. Lúc nào thường thì người ta gặp anh thì không thích ngay lần đầu tiên được. Có một cái nét gì đó người ta nói anh rất là đểu, nhưng mà thiệt ra mình hiền khô à. Yeah. Tính cách của một con người có lẽ là qua tiếp xúc hàng ngày mới được. Chứ không thể nào mà gặp một buổi đầu tiên thì mình biết hết được. Rồi, chúng ta hết thời gian. Thế thì bây giờ có những cái nhìn đầu tiên là chúng ta bị sét đánh, nhưng mà cũng có cái nhìn đầu tiên chưa có để lại một cái ấn tượng gì. Tuy nhiên nếu chúng ta cho ta một cái cơ hội thì biết đâu lần 2, lần 3, lần 4 chúng ta sẽ có một cái cảm xúc gì đó thì sao? Tôi nói vậy thôi, nhưng mà quyền quyết định vẫn là bạn. Hết sức bình tĩnh và nghe cái lời nói của con tim mình xem hiện giờ mình đang muốn gì. Suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút. 1 2 3. Hết thời gian. Bạn cảm thấy như thế nào? Anh ấy cũng vui, tính tình cũng rất là vui vẻ, nhưng mà có lẽ là em chưa thấy cái gì gọi là rung động cho em hết. Anh thấy gì rung động ở bạn gái? Dạ em cũng chưa thấy anh. Chưa thấy sao em bấm? Nhưng mà tại vì em nói rồi là có thể tiếp xúc lâu dài rồi mới biết được mỗi người như thế nào. Tức em vẫn muốn làm quen với cô ấy? Dạ đúng rồi. Làm bạn vẫn được. Theo người bạn thêm niềm vui. Dạ. Dạ lần đầu tiên. Và nói chung là em cũng không ngờ em lên đây. Em cũng tại vì em sợ mai quá nên em mới lên. Mà em gặp anh em run quá đi ạ. Đúng rồi, dạ. Em có ấn tượng gì với anh không? Dạ, em thấy anh là người hiền lành và là người đáng tin cậy trong mọi lĩnh vực ạ. Thế à? Dạ. Bây giờ thí dụ có 2 mẫu người đàn ông. Dạ. Một người đàn ông làm cho em mọi thứ để mà em yêu họ. Dạ. Còn một người đàn ông khác á, em chỉ cần nhìn vào họ thôi là em đã yêu họ rồi, thì em sẽ chọn như nào? Em chọn cái người mà em nhìn vì em cũng có một chút bói bói vì em học lắm, học lõm ạ. Vậy hả? Dạ. Là em nhìn cái dạng người thứ hai, dạng người thứ nhất. Là người thứ hai là mình nhìn vào người đó. Người đó là em cảm thấy em yêu người đó liền, em thương người đó, tình yêu trong người đó liền, là em chọn người nào? Là cái người mà em nhìn vào người thứ hai. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Thì anh là người thứ hai nè. Thế là anh đúng rồi, em đúng không? Em nhìn anh em có thấy thương anh không? Dạ thấy. Đó thấy không? Thì anh nói là anh là người thứ hai mà, cho nên chứng minh điều đó mà đúng không? Dạ. Anh dễ sợ luôn không? Lên không nghĩ ông này ông chưa có tình yêu. Em xem phim chị Vân ơi, em xem phim Hàn Quốc. Vậy em phim mà. Hàn Quốc nhiều lắm mà dạo này phim Hàn Quốc không có hay cho nên em không có xem nữa. Chứ bây giờ ai mà không thích xem Hàn Quốc hà, tình cảm là đúng không? Đó. Vậy chứ khi nói em thích nhiều. Bây giờ là nếu mà anh là người thứ nhất à. Em chào anh Việt Linh, chào em. Em chào cô Hồng Vân. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia.
và chào tất cả khán giả trong trường quay, chào luôn trên truyền hình và trên YouTube luôn nha. Tên là Võ Quốc Cường, 43 tuổi, quê quán tại Cần Thơ và sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc làm là kinh doanh mua bán về vi tính IT. Là về cái công việc thì cũng ổn định. Lý lịch rất ngang là như thế. Trời ơi, ông làm về IT hèn gì mà ông chào luôn khán giả YouTube, hay thiệt chứ. em thích sao em? Em thích những cái chương trình của anh Linh, rồi cũng thích cái YouTube của cô Dân luôn nữa. Vậy hả? Cảm ơn Dân. Rồi nè, bây giờ mình giới thiệu đi cho bạn Cường bên kia nghe hết rồi. Đây là bạn kiên quyết, bạn rước vợ về đó. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và nói chào anh trai bên đấy ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Thu, em ở Thanh Hóa. Dạ. Em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay em đến với chương trình cũng mong có một người để dìu dắt em những quãng đường tiếp theo ạ. Nhưng mà em làm gì nè Thu? Dạ, em làm bên thiết kế. À, người ta là thiết kế thời trang đó. Dạ, Cường ơi. Dạ. Em nói lớn lên cho người ta nghe coi. Dạ. Dạ, dạ, cũng rất thích đó, cô Dân ơi, chị Dân ơi. Vậy hả? Dạ. Ừ, sẵn vậy Thu nói luôn đi, cái điểm yếu mạnh của Thu là gì? Dạ, điểm mạnh của em là sống vui vẻ và biết sống hài hòa với mọi người, và biết sống hiếu thảo và rất quan tâm nhiều người nữa. Ừ. Và còn điểm yếu của em thì có một cái điểm yếu kinh khủng nhất, đó là em rất là sợ ma. Cho nên hôm nay em cũng muốn đến chương trình để tìm người bảo vệ kênh ma chú em. Bảo vệ cho em. Ma anh bắt luôn cho em khỏi lo. Yên tâm đi. Bắt ma luôn cho. Rồi anh tập cho em xem phim kinh dị luôn, không sao đâu. Nhưng mà Thu nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 37 tuổi rồi. 37 tuổi nha Cường nha. Dạ. Nhìn tưởng giống như là 27 vậy đó Cường. Ồ, mình đây 43 tưởng đâu 34. Ồ vậy hả? 27 với 34 cũng được hả Linh? À, cũng được, nó hợp nhau. Okay mà. Còn Cường, điểm mạnh điểm yếu của Cường là gì? Điểm mạnh thì tự tin, làm công việc nào cũng là nhanh gọn lẹ, quyết đoán là được điều đó. Còn những cái điểm yếu thì nó rơi vào hai trường phái. Một là mạnh mẽ, hai là nhút nhát. Ủa, gì vậy? Là tại vì nó nhiều khi cái vấn đề đó nó thấy nó mạnh quá thì nó sợ là nhút nhát. Nhưng mà mình thấy mình mạnh hơn người ta thì lại là mình 200% luôn. Mình mạnh hơn ta mình lấn luôn. Còn thấy mình yếu hơn ta là không ra gió. Lép luôn. Trời ơi. Em có thích sở thích gì là nhất nào? Sở thích em thì thể thao. À. Thể thao ví dụ chơi game nè, bơi lội nè, đạp xe nè, chạy bộ nè. Tất cả những môn về thể thao là đều thích hết. Đó. Văn hóa nghệ thuật. Văn hóa nghệ thuật và cũng thích nữa. Thích dạ. Thích ví dụ thỉnh thoảng thì có thể là hát nghêu ngao rồi và vậy. Thích mấy cái cảnh là đi bắt gà, bắt trứng gà của chị chẳng lắm. Còn còn anh Linh thì là vườn trái cây. Ồ, thích lắm vườn trái cây. Vậy rồi có coi ổng quẩy cái bị mà gọi là bị Doraemon của ổng quẩy tiền đi ra miền Trung không? Có. Một mình ổng đơn độc vậy mà ổng dám quẩy một cái thùng cái là cái bị tiền hả Linh? Ghê thiệt, đi đôi dép tổ ong đi ra miền Trung. Tôi mà biết ông đi vậy là tôi rình theo ông tôi cướp rồi. Một mình luôn nha mọi người, đi cầm cái gói là cái túi cỡ 3 tỷ bạc gì đó. Đơn thương độc mã đi mình vậy đó. Ghê thiệt chứ. Ra mà đó rủ thêm bạn, có bạn mà đó mà. Tại không sao. Mà người ta thấy tiền đi cứu trợ ai dám lấy. Nói nghe nè Cường. Dạ. Ủa chị hỏi này, với một cái người hoạt bát như em ha, hoạt ngôn như em, mà lý do gì em có mặt ở đây? Tại vì em sống hơi khép kín, có nghĩa là đi làm xong rồi cái cứ ở nhà lười đi ra ngoài. Có nghĩa là không thích đám đông. Ví dụ mình đi với một người nữ thì ok, chứ ngồi tụm năm tụm ba tụm bảy mà. Chứ phần em là không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, cũng không có gái gú luôn. Nói chung là nó hơi sạch sẽ một tí. Cho nên là nhiều khi thấy vậy thôi, cứ ở nhà. Rồi khép mình vậy là tạm gọi là nó không có mở lòng. Cho nên là thường thường mình không có nhiều bạn được, không có cơ hội để gặp người nữ được. Đừng nói cho với nên... tôi ông còn trai nha ông Cường. Chắc vậy quá. Sao tôi nghe tôi mất hồn không? Ôi. Thì không tại vì...
tình cảm thì có quen, mà quen cũng như là ví dụ bạn bè nó xa xa hơn một bạn bè một tí xíu. Đó mình cũng thấy mến mến, thương thương, nhưng chưa đi tới đâu. Nắm tay thì hình như là làm như là mình không yêu, không cảm giác hay sao ta? Sao thường thường nó nắm tay xong nó có điện giật hay là cái gì đó mình thấy cũng bình thường. Đó cho nên là tức là em nắm tay nhưng mà em chưa có cái cảm giác mà chưa cảm giác gọi là cái xuyến xắn, người ta gọi là xuyến xắn. Tình yêu là phải có nụ hôn đầu đời, có không? Cũng chưa hôn nữa. Thiệt không? Chưa có biết nụ hôn như thế nào. Bây giờ nhiều khi ngồi suy nghĩ thấy người ta yêu thương nhau, mình cũng xem phim mình thấy người ta yêu thương nhau mà mình nhìn kỹ mình nói không biết tình yêu nó màu gì. Rồi nó ra sao cũng chưa biết tình yêu màu gì nữa. Cảm giác chưa cảm giác được như thế nào luôn tình yêu. Thấy hôn mình cũng mơ rồi mình không hôn. Không không có đâu, không có hôn. Có nhiều khi đêm đêm ngủ tại vì mình không có người yêu đó rồi cũng khóc ướt gối gì vậy. Khóc gối luôn chứ sao. Dạ. Cũng tuổi thân lắm chứ bộ. Đúng, à, đúng rồi, chứ thấy người ta có cặp có đôi mà mình lớn không vậy, cho nên phải vượt lên chính mình đến đây. À, bữa nay lên đây lên kiên đây quyết, đúng không? Ừ. Kiên quyết lên đến đây. Vậy là chưa có mối tình nào rồi. Chưa mối tình nào. Vậy là khỏi hỏi lướt qua vụ mối tình rồi. Bây giờ tôi mời ông mối ông qua đây. Ông muốn hỏi hai nhà gái tôi không? Bên nhà gái hơi bị ngon đó nha. Dạ. Nói cho nhà trai biết nha. Tôi chào mối đi em. Dạ. Dạ em chào. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Dạ. Ôi xinh quá hả? Dạ. Rất là xinh á. Em cảm ơn anh ạ. À. Anh có mối tình nào chưa? Là nhỏ rồi em chẳng có mối tình nào bắt vai hết anh. Hả? Ủa vậy luôn hả? Dạ. Ủa trời. Trời tôi với ông hôm nay vô mánh rồi đó ông Linh. Cũng lạ đó. Vậy mối tình nào trời? Dạ, tại sao chứ? Tại vì á nhỏ giờ em cũng chỉ mới đi học xong rồi đi làm, cái em thấy cũng có nhiều người đẹp trai quá trời, em sợ người ta bỏ rơi á, em hình như người ta cũng có thích em đó, nhưng mà em giống như em trốn á, em không dám thích, em không dám đó. Thực ra em thích thì có thích nhưng mà em không dám, cho nên không có tình yêu, em không có cái mảnh tình nào bắt vai luôn anh. Cũng chưa có lần nắm tay. Người ta nắm tay lén có. Ta nắm lén hả? Vâng. Mà mình hốt lại. Mà em nhút nhát quá, em đâu dám đâu. Dạ. Ai hùng lén em chưa? Có luôn, bị bầm môi luôn. Gì? Bầm môi luôn hả? Hùng lén mà sao bầm môi trời? Em né, em phản kháng. Mới em né, em là phản kháng. Hả? Xong em mới bị thà như em ngoan ngoãn thì đâu có sao. Được, nhưng mà sao? Em hung dữ quá. Cái này là cưỡng hôn á, cái này là thực là bị cưỡng hôn. Anh không tin, nếu vậy không phải. Vậy thì cái người nó phải gần gũi em, người ta mới hung điếu lén. Điếu cà phê mà lúc mà có người nhiều á, mà người ta cũng giang hồ nữa. Cái người ta lúc mà không có ai để ý á, người ta có tình xong mà em biết được em phản kháng, em mới bị chảy môi đó. Dạ. Không tin, phải có cái tình cảm thì người ta mới dám làm vậy chứ. Dạ đúng rồi, người ta rủ em uống cà phê hoài, em không đi, xong người ta tức quá, chắc là người ta trả thù hay sao á. Lâu lâu em đi uống cà phê. Em có gia đình, em có cái người nào mà về gọi là chung với em như nhà gì chưa? À, cũng tại vì cái lúc mà còn nhỏ tuổi còn đang chưa chín chắn á, cái thì còn có cái hôn một lần, nhưng mà 3 tháng sau đó phát hiện có tình cảm thì cái có cái hôn rồi đúng vâng không? nhưng mà đã ly hôn rồi. Vậy từ đó đến nay 5 năm rồi. Không phải đó, không phải là em không biết đó là tình yêu hay là gì, em chỉ là thương hại người ta vì người ta đối xử tốt với em quá này kia ấy. Em tưởng là mọi điều tốt đẹp thì mình cứ ok với những mọi điều tốt đẹp thì chắc tương lai cũng tốt đẹp. Nhưng mà lúc mà em biết xác định là đâu là tình yêu, đâu là cái lẽ sống của đời thì mình mới định vị được tình yêu là gì. Thì mình lấy nhau 3 tháng rồi có con. Dạ, no. Tự nhiên mới 3 tháng rồi về chia tay nhau hả? Dạ, em thấy không có, lúc từ một đời đến cuối không có tình cảm. Có đăng ký kết hôn không? Dạ, có. Ly dị chưa? Rồi. Lâu chưa? 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Thấy chưa? Bởi vì anh nhìn em á là anh biết là anh muốn ai mà nhào vô cắn bầm môi chứ. Thôi được rồi, nói chung là cũng có một lần lỡ dở nhưng mình chưa tới đâu, mới 3 tháng chưa có gia đình. Sao em trai? Dạ. Cô bé rất là dễ thương. Nhưng mà số phận như vậy em thấy sao? Em có ngại gì không? Thấy cũng bình thường. À, có gì kìa mình có thể làm cho người ta cái vết thương đó có thể mất đi. Làm sao không? Làm sao mà cái môi nó bầm tím, làm sao cho nó mất đi? Cái đó thì phải xem để sự đồng âm giữa hai người như thế nào. Làm sao cái môi bầm tím mất đi này? Vậy sao? Tại em chưa biết. Hỏi Cường thử coi là Cường mong muốn có một cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Cái người mà phụ nữ thì nó bình thường thôi được rồi, cũng không có cần đòi hỏi
gì lắm, tại vì mình phụ nữ không bao giờ bình thường hết, phụ nữ luôn luôn có những cái hơn cái bình thường. Nhưng vấn đề mình tìm ra được cái đó hay không thôi, không ai bình thường hết chứ, người ta có những cái thứ mà nó phi thường đó, mà chưa phi thường ra được. Đúng. Cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn thì nó cũng không có bình thường, mình nghĩ ai cũng có cái xấu, cũng có cái tốt hết trơn, cho nên là bây giờ mình nếu mà hai người yêu nhau, thương nhau thì thật sự cái điểm xấu đó từ từ ta sẽ biến mất thôi. Cho nên cũng không có gì. Tại tình yêu là sự bổ trợ cho nhau mà, để cả hai cùng hoàn thiện. Rồi, tuổi này cũng lớn rồi. Ông chưa yêu mà ông nói giống như là người đã. Dạ em xem mà, em xem phim Hàn Quốc đồ nhiều lắm, chứ coi phim đủ thứ luôn, phim tình cảm không á. Em xem phim Hàn Quốc hả? Coi đủ thứ luôn, cho nên nó hung quá này kia chịu được. Nhưng mà nói nghe nè, vậy thì em có tưởng tượng là cái người yêu của em phải giống một người nào đó không? Về ngoại hình á. Theo em nghĩ thì mình không có đòi hỏi mình giống một cái bản sao của người khác, mà mình hay là chính mình. Như vậy sẽ là tốt nhất. Bởi vì 43 tuổi rồi về có mong có con liền không? Cái điều đó ai cũng muốn. Nhưng mà được không? Được. Sao biết được? Dạ, tại vì đồ hộp hết đát mà còn xài được mà, chứ đâu có dục đâu. Đâu bây giờ là cũng như đạn dược rồi kho bãi gì, ta nói là không còn chỗ chứa luôn á. Giờ là chỉ có muốn có người để mà sổ hàng thôi đúng không? Kho bãi nó chật hết rồi. Đôi khi máy móc không chạy lâu quá đâu, nó bị xét vị hết trơn. Còn em sao nè, nói cho anh nghe cái mẫu người lý tưởng của em. Muốn tìm người yêu như thế nào? Sẽ là một người là tính, nói chung là ngoại hình dễ nhìn, tính tình điềm đạm, biết sống mà có kế hoạch cho hiện tại và tương lai. Nói chung là biết tạo dựng một kinh tế ổn định cho cuộc sống của bản thân mình và gia đình. Anh với Hiếu Thảo. Anh bây giờ nói em có cảm nhận là thấy có gì giống giống mà, những điều em muốn không? Dạ giống giống đó anh. Dạ. Rồi, ok. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với em gái. Em gái đâu? Em gái xinh quá nhỉ. Hai chị em ruột đúng không? Hay là hai chị em họ? Dạ, non là được lượm ở ngoài chợ về nuôi ạ. Ba mẹ em nói lượm ở chợ về nuôi ạ. Giống như sợ hai chị em. Dạ. Đó, Cường ơi, Cường nhìn đi, nhìn chị, nhìn em ra chị đó Cường. Thì em xin vậy. Em sao, cho em vài ý kiến coi, thấy anh này có hợp với chị gái mình không? Dạ anh, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Hồng Vân, em chào khán giả chương trình quay, và em chào anh. Thì em thấy anh ấy cũng dễ thương, được, và cũng nói chung là cũng nhanh nhẹn. Có duyên, anh này là thuộc loại có duyên á, anh Cường á. Hợp với chị em không? Dạ cũng hợp. Em thấy cũng được. Vậy là anh có thể bước qua cái cửa của em trước rồi đúng không? Dạ được. Dạ. Gái có người yêu chưa? Dạ em chưa có người yêu, nhưng mà em đã có chồng rồi. Trời ơi, vậy là đi vượt qua chị rồi. Từ sáng nay, sáng nay cái người mà chủ gửi xe nhà mà con có người yêu chưa, nhà cô còn bày ngựa cô làm mai cho một con. Yeah. Rồi Cường đi với ai? Cường em đi với em trai của em và em dâu của em. Yeah. Em trai ruột không? Em trai ruột. Dạ. Ồ vậy hả? Dạ. Em ruột. Thấy chưa? Hai bên người ta có gia đình hết mà anh chị chưa có. Anh chị nó dở dữ vậy ta. Dạ em xin chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân, cũng như chào các bạn ở trường quay. Em chào chị. Anh trai em lần đầu tiên là thổ lộ cái thật lòng mình đó. Em ngồi em nghe từng câu của anh và từng câu của chị. Thì chị cứ yên tâm về cái vấn đề mà sợ ma hay bất cứ cái gì, khi mà đi với anh của em là sẽ có cảm giác thật an toàn. Cái đó là điều em chắc chắn. Thứ hai, thí dụ em nghĩ như vậy, cái hôn nhân là một con đường rất là dài. Thì cái điều đó sẽ tạo cho anh chị những cái khuyết điểm và những cái ưu điểm sẽ bù trừ lẫn nhau. Thì em mong qua chương trình này thì anh chị cho nhau một cơ hội để mình bấm nút để mình tìm hiểu. Dạ, dạ xin hết. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Nói nghe nè, ông mối, ông nói ông Cường á, ông đến sân khấu kịch tôi á, coi kịch ma đi, dắt thu đi coi. Là biết coi đứa nào sợ là biết liền. Em cũng thích lắm nhưng mà em chưa dám đi ạ. Rồi, em nhớ dắt sau này chút mà bạn gái đồng ý bấm nút á. Mình nhớ giờ xem phim là xưa rồi, chắc là coi kịch ma mới là đúng rồi. Coi kịch ma đúng rồi, kinh coi kịch ma. Rồi bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ gặp nhau. Mở rào.
tặng quà gì đi. À, anh có món quà anh tặng cho em. Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có gì món đó, quà đó, tặng anh. Mở ra đi, mở ra đi coi là gì nè. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, một dạ chiếc xây. Trời ơi, cái lắc hay là dây chuyền? Lắc. Lắc hả? Đeo luôn đi Cường. Trời ơi. Coi như chiếc vòng cầu hôn đó. Đeo vàng như đeo vòng. Đeo sao lên sao lên. Đeo vàng như đeo vòng vào cổ. Đeo rồi mấy thở lấy gì ra. Dạ, anh trao cho em chiếc vòng cầu hôn. Chiếc vòng cầu hôn. Dạ, em cảm ơn anh. Ok, anh, rồi. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn. Dạ. Mở ra luôn. Cái gì mở ra luôn. Mở ra luôn. Cái nó gì nhảy mà... không? Nó nhảy không? Nó nhảy không? Anh chị ơi, chị, cái món quà này nó nhảy đó. Thôi, để anh mang về thì... Anh mang về anh kết thì cũng không được. Mở ra coi, mở coi ra biết chứ. Đâu dây chuyền. Phải có qua có lại chứ. Ừ. Chị một chiếc áo sơ mi thì em thích áo sơ mi lắm. Em thích áo sơ mi mà lại thích màu trắng luôn không? Thích màu trắng đúng luôn em nè. Đâu mặc phát vô coi vừa ơi, không? Coi nè Linh, y chang giống như anh em song sinh á. Cái áo mặc đang bằng. Sai gì, sai gì? Ừ đúng rồi, bây giờ sai nha, coi sai nha. Coi mà đúng sai một cái là coi như ông Tơ bà Nguyệt là dính luôn rồi đó. Không còn gì để nói, sai gì em mặc sai gì? À, nó ná ná nhà hết, 39, 40, 41. Đây, sai gì đây? Mắt tôi đuôi tôi không thấy đường. L 43. 43. Dạ. Thì cái áo này phòng thủ khi mà anh ấy mập thêm một tí á, anh mặc vẫn còn vừa. Đừng có nói mập, đụng chạm nhiều người. Như vậy có nghĩa là gì nè Linh? Trong đầu của cô bé này á là cô tưởng tượng cái hình mẫu bự con dữ lắm nè. Tưởng tượng ai mà mua? Bây giờ 43 Cường... vậy em? À, 43 là nó... size của anh đó. Cường nó bự dữ lắm. Ủa vậy là mẫu gì? Hình lý tưởng của em là anh Quyền Linh hay gì? Đúng không? Thì cứ thử coi Cường, thử coi Cường. Khó chịu ghê luôn á nè. Coi nè. Ý vừa nghe Cường nha. Vừa nha. Quay lưng lại đây. Đâu lưng lại. Ê vừa nghe vừa in nha. Trời ơi nè. Vừa. Cái dai nè ngám luôn nè. Luôn. Ôi, chúc mừng hai bạn. Hỏi thiệt lúc em mua trắng là thích hai bạn mua nè. Chúc mừng hai bạn. Ông dạ em tưởng tượng anh Quyền Linh nó à. Này Linh bận mới vừa đâu. Thiệt. Vừa. Hôm nay đi tầm xuống mấy ký. Ok. Rồi hai bạn người ký đi nào. Quan rồi đó. Chị Thường á. Nè Cường trả Cường nè. Quà cáp là mình phải hốt liền nhé. Nè, rồi ngồi nói chuyện đi. Cảm giác đầu tiên cắm này kia nọ đi. Lần đầu tiên hai người gặp mặt đó. Dạ lần đầu tiên. Và nói chung là em cũng không ngờ em lên đây. Em cũng tại vì em sợ ma quá nên em mới lên. Và em gặp anh em run quá đi ạ. Run quá hả? Vậy dạ. Là em có ấn tượng gì về anh không? Dạ, em thấy anh là người hiền lành và là một người đáng tin cậy trong mọi lĩnh vực ạ. Thế à? Dạ. Bây giờ thí dụ có hai mẫu người đàn ông. Dạ. Một người đàn ông làm cho em mọi thứ để mà em yêu họ. Dạ. Còn một người đàn ông khác á, em chỉ cần nhìn vào họ thôi là em đã yêu họ rồi. Thì em sẽ chọn người nào? Em chọn cái người mà em nhìn vì em cũng có một chút bơi bói vì em học lâm học lõm ạ. Vậy hả? Dạ. Là em nhìn cái dạng người thứ hai hay dạng người thứ nhất? Là người thứ hai là mình nhìn vào người đó. Người đó là em cảm thấy em yêu người đó liền, em dạ. Thương người đó, tình yêu trong người đó liền là em chọn người nào? Là cái người mà em người thứ hai thôi. Nhìn vào người thứ hai. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Thì anh là người thứ hai nè. Thế là anh à. Đúng người em đúng muốn. Không? Em đúng nhìn anh em có thấy thương anh không? Dạ thấy. Đó thấy không? Thì anh nói là anh là người thứ hai mà. Ôi, cho nên anh chứng minh điều đó mà đúng không? Dạ. Lên, tình dễ sợ luôn không? Lên vẫn không nghĩ ông này ông chưa có tình yêu à, luôn. Em xem phim chị Vân ơi, em xem phim là... Hàn Quốc. Vậy em chứ phim mà. Hàn Quốc nhiều lắm mà dạo này phim Hàn Quốc không có hay cho nên em không có xem nữa. Chứ bây giờ ai mà không thích xem Hàn Quốc hà, tình cảm là đúng không? Đó. Vậy chứ kia nói em thích nhiều. Bây giờ là nếu mà... Anh là người thứ nhất à? Anh với em tìm hiểu quen với nhau như vậy thì bao lâu mình đi đến hôn nhân được? Nói chung là em mà đã đến đây có nghĩa là em đã sẵn sàng ok luôn rồi. Ý sẵn sàng rồi ạ. Dạ. Sẵn sàng ok ha. Ý có nghĩa là anh cưới là em chịu đó ha. Đúng không? Chắc vậy.
Hôm nay người ta đều có một cái sự kiên quyết, mà bên em là cũng kiên quyết rinh vợ về đúng không? Đúng rồi. Còn bên đây ta cũng kiên quyết tìm được bờ vai vững chãi để ta dựa dẫm mà. Thì cỡ này là ma làm sao mà sợ được, cỡ này là ma là nó chạy hết rồi. Đúng rồi. Đúng không? Chứ em hỏi anh nha, anh có sợ ma thật không á? Anh bắt ma luôn cho em. Chắc không anh? Em khỏi lo. Bây chắc giờ em nói ở đó có con ma, anh bắt lại cho em thấy nó nằm đó luôn. Đó, yên tâm nhưng mà, đi. Đó. Nhưng mà em nói là tại vì em ở mình nên mà bản thân em là rất thích ánh sáng, mà bóng tối là em rất là sợ. Thì em cứ ở bên cạnh anh, em cứ sợ, em cứ ôm anh là sao em đâu có thật sợ được. Đúng không nào? Ủa giờ em muốn đi lấy chồng hay em chỉ cũng muốn kiếm một người bắt ma cho em? Đi lấy chồng á. Hả? Đi lấy chồng á. Lấy chồng, tính lấy chồng đi. Nhưng mà người... em phải hỏi cho chắc cứu, lỡ mà anh ấy sợ ma đó thì thôi. Ông sợ hơn vì nó là nó đi đâu luôn. Ủa thí dụ như anh yêu em yêu anh, em sợ ma kệ anh chứ. Chuyện yêu là yêu chứ. Nhưng mà đồng thời có cả đừng sợ ma. Mà em nhìn thấy anh á, em thấy anh có khả năng bắt ma không? Là chắc cũng có luôn. Đó thấy không? Anh nói là em thấy tự tin của anh đủ để em nương cậy anh không? Dạ đủ. Rồi hẹn hò sau này hai đứa bằng bạc rồi. Bây giờ này, em hiện tại là em nói em ở đâu quên ta? Quận ở thành phố Hồ Chí Minh mà nào? Em ở Tân Bình. Ở Tân Bình, Tân Bình với quận 10 là rất là gần. Đúng không? Kế bên luôn. Dạ. Như vậy thì thí dụ mình hẹn hò mình gặp nhau như vậy thì một tuần như vậy là em muốn gặp nhau mấy lần à? Cuối tuần ạ. Cuối tuần lần hả? Nhiều khi ví dụ em thích anh quá rồi giờ em tìm lại nhiều lần rồi sao? Tại em nói một lần mà ví dụ em lỡ sao ạ? Lúc đó em báo sao ạ? Đó. Nhưng mà em nhìn thấy anh á, em có cái hấp dẫn cuốn hút gì không? Dạ có. Đúng không? Anh đẹp trai nè, anh phong độ nè. Ồ, anh vậy đó hả? Ồ, cảm ơn em. Rất là dễ nghe ha. Dạ. Dễ nghe đúng không? Dạ. Anh cũng thích người gái Bắc nữa. Giọng Bắc rất là thích. Dạ. À, cũng đức tính người Bắc thì anh cũng thích nữa. Dạ. Hai đứa này có dễ hợp lắm luôn á nha. Ừ thiệt luôn á. Tôi thấy là vô thẳng vấn đề luôn. Ừ. Đi. Rồi, vô thẳng đi. Vô thẳng luôn. Bây giờ là nếu cưới nhau thì tiền bạc ai giữ? Đứa nào thích con trai con gái? Giờ đó anh đang ở nhà anh hay đúng là rồi. Ở nhà mướn nè, em cũng vậy, ở nhà em hay là ở nhà thuê nè. Đó rồi ha, mình lấy nhau rồi là mình gộp chung kiểu gì nè, ừ, đó, ví dụ vậy. Bạn đi. Anh đang ở nhà của người ta. Dạ. Đó, dạ. Tạm thuê. Dạ. Cho nên nếu em về mà ở chung với anh em có chịu không? Là chịu. Vậy là hả? Cũng dạ. Chịu luôn. Miễn là anh cho ở. Thì nói chung em thương anh rồi là cái gì em cũng chịu chứ phải không? Dạ. Ủa xem. Ủa vậy sao? Đối rồi còn thu ở nhà thuê luôn hay gì? Em ở nhà của ông chủ nhà trọ. À vậy hả? Về ở với anh không biết sao. Rồi sao? Ai thích con trai con gái nào nói luôn đi. Dạ, em thích con trai hay con gái? Dạ cái này là tùy ý chơi ạ. Trời cho gì thích lấy ạ. Con trai cũng được, con gái dạ, cũng được dạ. Đúng không? Với cái tuổi này thì bây giờ có con là ai cũng thích đúng không? Dạ. Đó, con trai con gái gì cũng đều tốt thôi. Dạ. Không quan trọng lắm. Dạ. Rồi tiền bạc sao? Ai giữ? Con cái ai lo? Bàn nhau đi. Cái này anh nói đi. Rồi... Gì đó hả? Dạ. Rồi không lẽ bộ bây giờ anh kêu em đưa tiền cho anh giữ em cũng đưa luôn sao? Nếu như mà em giữ không hết, ý mà em giữ không nhiều quá thì anh phải giữ phụ chứ. Ừ. Vâng. Vậy đó. Vâng. Khi mà em cậu khả năng giữ thì anh cứ ok. Vậy mà khi ha. Mà em mà nhiều tiền quá, đích đi như là em cũng sợ, em giữ nhiều cũng sợ nên anh cũng phải giữ phụ em. À rồi đưa anh giữ ha, vậy là hứa vậy nha. Không phải, không phải. Ý là anh giữ, ý là khi mà nhiều tiền quá anh phải giữ phụ em. Vậy đó thì dạ. giữ phụ em mà em có đòi đúng không? Tại vì lúc đó nếu làm vợ chồng thì xài chung chứ đâu có đòi được. Dạ. Đúng không? Nếu dạ. Mà chưa là vợ chồng thì nhưng có thể mà, đòi được. Nhưng mà anh nhớ giữ kỹ, anh nhớ phụ nhưng anh nhớ giữ kỹ. Đúng rồi, tại vì em nghĩ đi, anh không có cờ bạc, rượu chè, không có gì hết trơn, không ăn chơi bời hết trơn, làm sao mất tiền được. Dạ, vậy đúng ok, dạ, đó. Vậy phải em yên tâm. Anh lấy tiền đi mua lắc không á? Anh nhớ. Bây giờ Cường bước tới, nắm tay Thu, hát tặng bài, truyền hơi ấm cho nhau nè. Thử coi nói sao. Bước tới mạnh dạn lên nào, bây giờ tự tin lắm mà Cường. Thật sự mà để hát một cái bài về tình cảm nhạc trẻ đó thì tại vì nó qua cái thời rồi. Cái dạ. Thời của mình là cái thời 7X, 8X. Cho nên là những cái dạng tình ca mà tình cảm thì nó hay cái vụ mà tan dở mong manh này kia rồi nhạt nhòa này kia đó. Thì mà bây giờ mà mình hát một cái bài mà gọi được tình cảm thì karaoke hay có lời thì nó dễ hơn. Còn nếu mà hát cái bài nào mà nhớ cái thời mà thập niên 80 này kia đó thì có thể là nhớ lời thì hát được.
nhưng mà nó không có đúng với cái dạ. cái không khí như thế này. Kệ nó, nào nắm tay hát lại đi, bài gì cũng được hết trơn á. Bài được hết á, nếu anh nói anh đã yêu em là thật ra đó. Nếu anh nói anh đã yêu em là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã cho yêu em rồi là thật như anh đang dối em. Rồi từng ngày vắng em. Rồi từng ngày vắng em. Bước chân buồn tên. Không thuộc lời được. Đó nhưng mà ý là thôi dùng cái cảm xúc của bài hát đó nói với cổ đi. Bài nào thuộc á Cường, nắm tay bằng ấy thực lượng. Nói cái cảm xúc của em đi. Mạnh dạn lên nào, nắm tay bằng Thu đi. Nắm hai tay vô. Rồi, cảm xúc bài nào hát đại bài nào em thuộc đó. Sao lạnh như vậy? Em run quá. Có gì đâu rung. Cái Thu nó rung. Người ta ăn nóng không? Ta nóng không? Người ta ăn nóng. Ủa vì sao mà tại sao mà lạnh? Tại vì em ngồi đi, tại vì bao năm nay em lạnh giá, tay tim luôn sang ngày. Vậy đó hả? Vậy chị là anh, nếu mà anh ấm mình nóng như vậy có đủ cho em ấm không? Hay là cũng vẫn còn lạnh hơn? Dạ chắc đủ rồi. Đủ đâu, hả? Dạ. Mà nắm càng lâu là nóng lắm đó nha. Dạ, đúng đâu rồi. Bây giờ thử ôm cái sưởi coi có nóng thiệt không Thu? Tôi coi người Cường có giống như cái lò sưởi không? Cái người đàn ông mà vững vàng là em, sao em nhìn em biết rồi, chị ấm á. Nhìn biết rồi là ấm luôn, nhìn mà biết luôn vậy đó. Dạ. Sai vậy? Còn mắt em cũng hơi tinh tinh nữa. Tinh rồi đó. Mà thấy anh nói thật lòng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Sao tin anh dữ vậy? Không, tại vì em học lõm từ mấy người lớn. Dạ. Em tin anh mà em nhìn bên đây em nhìn thẳng anh nè. Ừ em cứ như vậy gì đó đó không thì thẳng nè nào đó. Từ dạ. Từ em sẽ nhìn đó. Ờ đó. Dạ. Bạn tiếu lắm sao em cười. Phải em run quá nhưng mà em đang tính nói. Tính nói sao? Em tính nói sao? Em tính nói là sao em quên mất tiêu rồi. Em quên là phải về phải nhớ lại để em nói anh nha. Dạ. Đúng không? Đó. Dạ. Rồi. Thì bây giờ nó như vậy nè ha. Bây giờ là anh không hứa, tại vì cái tuổi này nó lớn rồi đúng không? Anh không hứa cho em một cuộc sống giàu sang. Nhưng cái điều anh hứa đó là cho em là một cái sự chung thủy, cái chân thật. Dạ. Của anh đối với em mà nếu em là vợ của anh. Dạ. Dạ. Em đồng ý những lời anh nói. Bé Thu này. Bé Thu nó hiền ghê luôn á. Ngồi đi thôi, ngồi đi. Dạ. Hai đứa nó làm thiệt mắc mệt tim gì đâu. Bây giờ để tay vô nút bấm nào. Hai bạn bấm nằm chỗ nào ta? Bên tay em trái. Cũng chưa biết. Đúng rồi. Đây. Đúng rồi. Xích vô đây, nút bấm đi cưng. Đây. Hai đứa này về nhà vui lắm nè. Ở trên hay ở dưới hả chị? Cũng hợp lắm nè, nè. Em mà thấy đủ rồi là em bấm luôn, em khỏi cần chờ đếm. Vâng ạ. Đó, hai đứa mà thấy được rồi là bấm luôn vậy đó. Nào, cái phình phịch này là hình như trái tim nó đập. Trái tim nó đập cập hịch đó. Suy nghĩ cho kỹ xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Quên cái đồng hồ đo nhiệt độ tim. Nếu đúng chúng ta bấm, nếu không đúng không nên bấm. Suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Trời ơi, đeo vòng đeo lắc của ta rồi nhau. Sao không bấm được? Em bấm mà. Chính thức bấm rồi. Ngay bây giờ từ giây phút này các bạn đồng ý hẹn hò và tìm hiểu nhau ha. À, ba mẹ em đâu ở đang ở đâu hả Thu? Ba mẹ em đang ở quê ạ. À. Quê là đâu? Quê em Thanh Hóa. Thanh Hóa đó. Dạ. Bây giờ Cường nhìn thẳng vào máy xem như ba mẹ Thu á đang ngồi đó đó. Cường nói gì á, xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu với nhau ha, nói chuyện với người lớn để người lớn chứng kiến. Dạ, xin phép hai bác để cho con tìm hiểu và làm quen với em Thu. Nếu được thì chúng con sẽ đến kết nối xa hơn nữa. Dạ. Rồi. Nụ hôn đầu tiên. Dạ cái này nở đi ạ. À, anh Quyền Linh luôn á, đầu tiên luôn á. Đầu tiên đó. Cường em nếu mà nụ hôn đầu tiên thì mình phải hôn sao mới đúng anh Linh? Tùy em. Anh có kinh nghiệm không sao chị Vân? Hả? Em hôn ở má thôi, cái phạm vi của em là chỗ này. Chỗ này xuống hả? Ờ đó. Chứ sao em thấy người ta yêu nhau thôi cái môi mà. Cái môi là để sao? Thì còn quyền của em sao mới hôn được đúng má không? Kệ. Quyền tự do của em. Tội nhỏ này nó bị cưỡng vậy hôn mà nó sợ lắm. Vậy em thì sao? Mình cứ nhẹ nhàng. Nhưng mà như cái cưỡng hôn nó khác. Còn cái người mà mình thương mình yêu ấy, là ví dụ hôn nhiều cái cảm giác khác phải không em? Đúng rồi. Dạ đúng. Nhưng mà cái này nợ được rồi anh. Nợ là luật rồi. Nợ. Luật rồi.
Nào, 3, 2, 1. Không, chỗ nào đây? Dạ, trên đầu. Đầu sao trên đầu là chào hôn con, hôn đây. Dạ, học nha. Chuẩn bị tinh thần đi. Chuẩn bị tinh thần đi nè. Căng đảm lên. Mạnh mẽ lên, vượt lên chính mình nha anh Linh coi. Rồi, hôn. Vô. Rồi, được rồi. Hai đứa dễ thương lắm á. Cứ như thế nào nắm tay ra, không có buông ra. Đã đồng ý bấm nút không buông tay ra. Lạnh thiệt, lạnh chứ. Không mập, nói chung mập cũng được nhưng mà đừng có bụng bi được rồi. Em không thích bạn trai sáu múi. Bạn trai sáu múi không có ấm. Dạ. Bây giờ tròn tròn cũng được. Dạ, mà quá mập thôi. Dạ đúng rồi, tròn tròn cũng được, đừng quá mập. Mũi miệng, tóc tai, quần áo. Tóc cắt ngắn đừng có mà mày đặt để dài vòng. Em thích nhất con trai mặc áo sơ mi nhìn dễ thương á. À, đó cũng có những cái tiêu chuẩn hay không? Ủa là áo thun không dễ thương hả? Dạ không, tùy theo trường hợp. Rồi, cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Là nóng tính nè, nóng tính nói nhiều, không dám đối mặt với sự việc của mình gây ra. À, có nghĩa là làm ra rồi cái cứ né tránh. Dạ đúng rồi. Khi mà làm sai gì đó thì nên đối mặt xin lỗi đi. Em thích nghe. Ví dụ như em làm sai em sẽ chủ động đi xin lỗi người đó. Thì người đó cũng phải như vậy, đừng có trốn tránh, em thích như vậy. Cô này rất là mạnh mẽ. Ôi, anh thấy cặp đôi này có những cái trái ngược nhau. Bạn kia là không thích nóng tính mà này rất là nóng tính luôn ha. Bây giờ mình có những cái điều mà nó chưa có hợp nhau lắm. Các bạn tự nghe rồi tự giải quyết làm sao cho nó hợp nhau. Rồi bạn trai, bạn muốn người phụ nữ như thế nào? Em tên là Phạm Hoàng Thi Thơ. Năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên mầm non. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của em là du lịch, thể thao, xem phim, bơi lội, ăn hàng, đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh. Rồi. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non. Dạ, em tên gì em nói lại cho. Dạ, em tên là Phạm Hoàng Thi Thơ. Thi Phạm Thơ. Hoàng. Thi dạ. Thơ, dạ. Quê thơ ở đâu? Dạ, em ở quận 3. Quận 3 là. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào em Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn gái phía bên. Em họ Nguyễn Phương Hoàng, sinh ra thì ở Nam Định, hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 1986. Em làm gì? Nghề của em hiện tại là bất động sản. Kinh doanh bất động sản ha. Em có những cái ưu điểm, khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em thì cũng hòa đồng, hòa đồng, chân thành. Làm bất động sản phải hòa đồng vui vẻ ha. Nhân thì em một người khá là nói chung là nóng tính. Nóng tính lắm hả? Cũng khá khá. Khuyết điểm còn gì nữa không em? Khuyết điểm thì cái này là em tắm thì hơi lâu, ăn cũng rất là lâu. Tắm lâu, bao lâu? Khoảng 30 phút. Ăn bao lâu? Cũng tầm 30 đến 45 phút. Coi như một ngày ăn với tắm mà mất tiếng rưỡi, mà 3 buổi tức là 4 tiếng rưỡi, sáng trưa chiều tối. Một ngày thì em ăn 2 bữa thôi. Hai bữa rồi. Mất 3 tiếng. Rồi mời bạn gái. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, dễ bắt chuyện với người khác. Còn nhược điểm của em á là nóng tính, nói chuyện hơi nhanh, với lại hấp tấp. Hấp tấp. Nhìn thấy có vẻ rất là cá tính mạnh đúng không? Dạ đúng rồi, em được em mạnh mẽ, hơi mạnh mẽ. Trước đây em làm gì? Dạ em giống như là mỹ mãn lắm chị, đi học xong em chọn đúng một trường, em thi đúng một ngành là đi làm tới bây giờ luôn. Là gì? Giáo viên á chị. À, trước đó là em có chơi thể thao. Chơi bộ môn gì? Dạ em chơi môn bi sắt á. Bi sắt? Dạ. À là bi tăng quay đúng rồi. Ném bi á chị. Bi dạ. Rồi gái mà chơi bi sắt chơi hả? Cũng có được huy chương nhưng mà tới lúc chọn ngành nghề thì em yêu con nít hơn nên em quyết định không vô đề thể dục thể thao mà em vô mầm non. Dạ. Có thành tích của huy chương luôn. Dạ có. Huy chương gì? Dạ chưa có vàng thôi nhưng mà bạc với đồng nhiều. Là cấp nào, cấp thành phố hả? Dạ vậy mở rộng cấp thành phố, cấp quận. Wow, chơi sắc ha, mạnh mẽ dữ ha. Bạn trai có tham gia thể thao gì không em? Bạn trai có tham gia thể thao gì không em? Em thì không có tham gia đâu nào chị ạ. Không có thể thao gì hết. Dạ. Bạn trai bên kia biết bơi không ạ? Biết bơi. Biết bơi. Bạn trai trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua khoảng 4 mối tình. 4 mối tình rồi hả? Dạ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Mối tình dài nhất khoảng 4 năm rưỡi. Ồ. 4 năm rưỡi. 4 mối tình rồi, có một mối tình 4 năm rưỡi. Dạ. Tại sao lại chia tay? Cũng một phần là vì địa lý và một phần vì tuổi tác. Sau đó là hai bên gia đình không có đồng ý. Sau 4 mối tình như thế thì em rút ra một cái bài học kinh nghiệm như thế nào để cho ta bổ sung cho cái mối tình tiếp theo này nữa? Em phải làm gì? Cái sai của mình và cái gì mà mình có thể mình cảm nhận được nào? Thực ra thì mấy mối tình của em thì chủ yếu là do về tuổi tác hoặc là về cái khoảng cách.
hoặc là về cái đạo giữa hai bên chứ không phải tuổi tác, tức là em lớn hơn là người kia lớn hơn, giống như là tuổi tác là họ giống như là không có hợp không hợp về đạo. Dạ, về đạo còn gì nữa thường như vậy thôi. Tức là tuổi tác và đạo, thì bây giờ mình hỏi thử nha. Để cái nào ra cái đó, chứ không bây giờ nói chuyện hồi xong mà không hợp tuổi không đạo nữa. Em đạo gì? Em đi đạo Phật. Đạo Phật, bên kia có đạo không em? Dạ em cũng đạo Phật. Rồi tốt. Tuổi hôm nay tuổi gì? Em tuổi hổ, 586. Tuổi giờ tuổi hổ, bên kia tuổi gì? Dạ em tuổi ngọ. Họ ngọ. Được, không có gì hết, không có kỵ. Dần ngọ tức tam hạp. Tí ngọ mẹo dậu, dần thân tỵ hợi. Nay giờ ngọ tức tam hạp rồi. Cũng được đúng không? Dạ. Vậy là chắc rồi đó nha. Anh phải coi tuổi trước thôi. Vậy là thấy cũng ổn một phần rồi. Rồi tình trường của em gái thì sao? Dạ em trải qua 5 mối tình. 5 mối tình? Dạ. Cũng hơn bên kia cái mới chịu ha. Rồi mối tình nào ấn tượng nhất, dài dạ, nhất? Dạ mối tình cuối cùng quen nhau được 3 năm. 3 năm? Dạ. Lý do sao chia tay vậy em? Tại vì vô tâm hết chị. Em quen một người em không có quan trọng là hay là anh xấu đẹp sao, nhưng mà vô tâm với em không chấp nhận. Người đó vô tâm mà dạ, quen đúng được tới 3 năm lẫn. Dạ không, tại lúc đầu là rất chiều chuộng em, ví dụ như chỉ cần em nói một câu gì thôi là sẽ hiểu em muốn cái gì. Nhưng sau một thời gian quen lâu rồi cứ nghĩ là thôi quen lâu thì kệ. Cái tới ngày sinh nhật của em mới đưa tiền, nói thôi em mua gì em mua đi, em thích vậy. Một cái hoa, một món quà, một cái kẹp, một cái bánh, nhưng phải đích thân người dạ, đó đúng đi rồi, mua đúng không? Dạ đúng rồi. Em đặc biệt không thích hoa. Em chỉ thích ý chị nói là một cái món dạ, quà rồi. Do người bạn trai mình tự dạ, đúng nhớ rồi. Cái ngày đó là tự làm. Hoặc là một cái thiệp ghi ra chút em cũng thích nữa. Dạ. Em vô tâm rồi còn gì nữa không em? Với lại nói dối anh, em ghét ai nói dối đó. Vô tâm nói dối. Dạ. Còn gì nữa không? Với lại gia trưởng. Gia trưởng. Dạ. Tức là nãy giờ qua bên kia 5 mối tình, bên đây 4 mối tình, ta rút ra một học thế này là phải hợp tuổi ha, rồi phải gọi là cái gì nãy quên mất rồi. Hợp tuổi rồi cái gì nữa? Đạo. À xong rồi. Bây giờ bên kia á, người ta là gặp người vô tâm. Em có vô tâm không? Em thì không vô tâm. Được. Em có gia trưởng không? Em nghĩ trong một số vấn đề, nếu mà trừ khi chẳng hạn như bạn gái làm cái vấn đề đó mà là sai thì em sẽ góp ý một vài lần, nhưng mà nếu như không cố tình không sửa thì em sẽ có những biện pháp mạnh hơn. Nhưng nói chung là em sẽ không phải là một người gia trưởng. Đấy, bạn gái nghe nha. Em có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Dạ không, giống như em chỉ cần thấy ưng mắt là được. Thấy ưng mắt, cái đó mới khó ra. Ví dụ mình phải đưa ra cái dạ, chuẩn. Thì em là cao 1m58, cao hơn em. Không mập, nói chung mập cũng được nhưng mà đừng có bụng bia được rồi. Em không thích bạn trai 6 múi. Bạn trai 6 múi không có ấm. Dạ. Có nghĩa là tròn tròn cũng được, dạ, đừng mà quá mập thôi. Dạ đúng rồi, tròn tròn cũng được, đừng quá mập. Mũi miệng, tóc tai, quần áo. Tóc cắt ngắn, đừng có mà mày đặt để dài dòng. Em thích nhất con trai mặc áo sơ mi, nhìn dễ thương. Đó, cũng có những cái tiêu chuẩn đấy không? Ủa điều rồi gì? Áo thun không dễ thương hả? Dạ không, tùy theo trường hợp. Rồi, cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Là nóng tính nè. Nóng tính, nói nhiều, không dám đối mặt với sự việc của mình gây ra. Có nghĩa là làm ra rồi cái cứ né tránh. Dạ đúng rồi. Khi mà làm sai gì đó thì nên đối mặt xin lỗi đi. Em thích nghe. Ví dụ như em làm sai, em sẽ chủ động đi xin lỗi người đó. Thì người đó cũng phải như vậy, đừng có trốn tránh. Em thích như vậy. Cô này rất là mạnh mẽ. Anh thấy cặp đôi này có những cái trái ngược nhau. Bằng kia là không thích nóng tính, mà này rất là nóng tính luôn. Ha. Bây giờ mình có những cái điều mà nó chưa có hợp nhau lắm. Các bạn tự nghe rồi tự giải quyết làm sao cho nó hợp với nhau. Rồi bạn trai, bạn muốn người phụ nữ như thế nào? Người phụ nữ là một cô gái sống cho gia đình, biết đối nhân xử thế. Và đặc biệt thì đó là một cô gái thấu hiểu được bạn trai cũng như chồng mình. Cái này nó chung chung cũng khó. Ai cũng lo cho gia đình hết, phụ nữ mà. Rồi khi người ta yêu nhau, người ta sẵn sàng lo cho bạn trai. Quan trọng là bạn trai có lo cho người ta hay không không? Cái gì nó khác nữa không? Lên đây nhiều khi cũng hồi hộp quá cũng quên hết cũng rồi. Quên ha. Thôi để anh xem bên đàn gái coi có hợp với em nha. Em cao mét mấy? Nhờ ngày trước thì cho ba mẹ cho ăn uống đầy đủ, em cũng được một cái chiều cao là lý tưởng là 1m50. Sau đó thì em có ăn cơm thiên hạ thì cũng nên thêm được một khúc nữa. Là một mấy? Mét chắc khoảng 75. 75 hả? Dạ. Ô, chào em gái, cao mét mấy? Dạ em cao 1m58. Nhiêu? Dạ 1m58. Dạ, tưởng đâu nãy cao lắm chứ, 58 hay 75, cũng hơi cao ha. Vượt tiêu chuẩn không đợi. Vượt tiêu chuẩn. Sao bây giờ em nghe cái giọng của anh này em cảm nhận thế nào? Em thấy ảnh có, ảnh nói nóng tính mà hình như em chưa thấy cái sự nóng tính bộc lộ ra. Với lại
Anh cũng ít nói. Ít nói nhưng mà nói thì dữ lắm. Dạ. Cái hơi rụt rè. Em ghét cái tính gì nhất, cái tật xấu gì của người đàn ông? Ăn thua đủ. Ăn thua đủ với nhau đúng không? Dạ. Cãi tới với đàn bà đó ha. Dạ đúng. Người đó không phải đàn ông, người tính đàn bà. Dạ đúng rồi. Thường á mà người đàn ông mà cãi tới với đàn bà là tính đàn bà. Dạ. Đàn ông mà phụ nữ cãi thì cũng phải. Nó lúc mà em nóng thì cứ im để em nói hết đi. Xong mà em bình tĩnh nói cho em sao em sẽ nhận lỗi. Chứ đừng lúc đó mà cãi từ đầu lại với em không thích. Bên đây nó là hãy mà nói không nghe, có trong số sự việc đúng không em? Dạ, nó không nghe làm tới luôn, em có biện pháp mạnh luôn đúng không? Đúng rồi. Mạnh nhất. Em là một người nóng tính nhưng mà mình không thể nóng tính theo kiểu là vô cớ. Và em biết tiết chế cái sự nóng tính của mình. Có cớ là nóng tới luôn đúng không? Cũng ở một cái mức nào đấy thôi, nhưng mà mình làm sao để họ biết được như vậy là nó sai. Nếu mà nóng quá đó, hồi đó giờ trong cuộc đời em nóng quá thì em làm gì? Nếu mà nóng quá mà khi hai người không thể có được cái tiếng nói chung thì em nghĩ là em sẽ bỏ đi. Hoặc là em đi ngủ. Được, đi ngủ nha, nhớ nha. Nóng quá đi ngủ nha. Đó, em nghe rồi ha. Dạ. Rồi, bên đàn gái có trao đổi gì đàn trai thì cứ trao đổi tiếp đi. Nếu như bây giờ em quen thấy hợp với nhau thì bao giờ em cho nhà trai tiến tới? Thì mình thấy hợp thì mình tiến tới thôi, đâu nhất định với thời gian đâu chị. Rồi dạ. Mình làm dâu được không em? Nếu mà nhà ở Sài Gòn thì em sẽ chấp nhận làm dâu. À. Tại vì từ nhỏ em sinh ra lớn lên ở đây, em quen nhịp sống ở đây. Có nghĩa là đi nếu mà đi vùng quê khác thì em thấy không phù hợp đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. À trời. Sạm dữ ha. Rắn chắc dữ ha. Sao cơ? À, bây giờ mình định lập nghiệp ở đâu? Hiện tại thì em đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh được khoảng 15 năm nay rồi. Và tương lai em sẽ ở đây này. Rồi. Bao lâu nữa thì mình tiến hôn nhân được? Dạ, cũng giống như bạn phía bên thôi. Dạ, khi nào mình cảm thấy tới thì mình tới chứ không cần phải có một cái thời gian. Vào đây được 15 năm thì hiện tại em đã sẵn sàng chuẩn bị được những gì cho cái cuộc sống em vào đây thì ở cùng gia đình. Hiện tại thì em đang ở với bố mẹ. Thì có anh trai thì năm trước cũng lập gia đình rồi và ở riêng rồi. Ra riêng rồi. Dạ đúng. Rồi vậy là mình sẽ làm dâu đúng không? Lấy vợ về thì sẽ làm ở chung với ba mẹ đúng không? Dạ đúng. Tại vì em thì thích mình sống riêng nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ anh trai thì đã sống riêng rồi thì mình cũng không thể nào mình sống riêng được. Thì có thể là mình sống chung với ba mẹ hoặc là sống gần đó thôi. Thì nhiều khi mình qua. Rồi. Có điều gì mà em cảm thấy em không thích lắm, không thích nhất ở người phụ nữ? Em nghĩ rằng không chỉ bản thân em mà có hầu như các người đâu đều sợ đó là tính cằm ràm của phụ nữ. Nhưng mà phụ nữ nào cũng cằm ràm hết á. Nếu như một người phụ nữ vợ em mà cá tính mạnh mẽ quá thì em có ngại không? Thực ra em không ngại vấn đề đó. Không ngại? Dạ. Và mình cầm ràm nhiều cái vấn đề khác thì được. Nhưng mà cùng một vấn đề mà cầm ràm quá nhiều thì em hơi dị ứng. Cô này nghĩ cô không cầm ràm, cô dứt điểm, một là một, hai là hai, không được thì thôi à. Được ha, không ngại dạ, đúng không? Dạ. Rồi ok, chị thấy cũng tương đối là hợp lý đó. Còn ăn thua hai bạn tự phải trao đổi với nhau thêm. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với chị gái với bạn đồng nghiệp. À chị ruột đó hả? Dạ. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh và em chào quý vị khán giả. Mình là Thi, là chị gái ruột của bé Thơ. Thì theo như mà em nói á, thì em hơi nóng tính, thì em gái của chị cũng rất là nóng tính. Nên chị hy vọng nếu mà em kiềm chế lại được thì sẽ hai người sẽ hợp hơn. Về nhà chị cũng đạo Phật, tuy nhiên Thơ nó không ăn chay ngày nào hết á. Nhưng nó sẵn sàng, nó bỏ hết tiền trong túi để nó giúp đỡ một người nào đó. Thì em nghĩ như thế nào? Chị có thể nói lại được không? Thì em nghe vừa xong không có được rõ lắm. Chị nói là bé Thơ nhà chị á, dạ, tuy đạo Phật nhưng không ăn chay một ngày nào cả. Dạ, em cũng không biết ăn chay. Nhưng sẵn sàng bỏ hết tiền trong túi để giúp đỡ một người khó khăn. Dạ, em nghĩ rằng nếu mà người đó xứng đáng để nhận được cái sự giúp đỡ đó thì cũng nên. Dạ. Thì hiện tại á là nhà chị á là chị em gái là lập gia đình hết rồi, chỉ còn mỗi bé Thơ thôi. Thơ rất là có hiếu, rất là có hiếu luôn. Xin lỗi. Tại vì hiện tại là ba mẹ ở nhà là Thơ lo hết. Tụi chị cũng đi lập gia đình riêng, không lo nhiều cho ba mẹ. Nên nếu Thơ kiếm được một người biết thương ba mẹ chị thì chị rất là sẵn lòng. Rồi, tức là nếu như mà em yêu thương ba mẹ của chị ấy cũng như là ba mẹ Thơ thì chị sẵn lòng chấp nhận em. Em thấy sao? Em nghĩ rằng thì nó bình thường thôi. Nếu mà một ba mẹ mà sinh ra một người vợ của mình thì em nghĩ đó cũng giống như một người ba mẹ đã sinh ra mình thôi.
Rồi. Cảm ơn chị. Em đi với ai? Em đi với dàn chị Hải. Với dàn nào? Dàn chị. Ba chị. Ba bà chị hả? Dạ. Rồi, chào các chị. Dạ, xin chào Quyền Linh, chào Cát Tường, chào tất cả các quý vị khán giả, chào tất cả các bạn nam thanh nữ tú có mặt trong ngày hôm nay. Tôi là chị của em Hoàng, là chị em bà con. Yeah. Đấy thì tôi nãy giờ ở dưới này tôi cũng có theo dõi thì thấy là bạn gái bên này cũng là rất là dễ thương, ăn nói là nhẹ nhàng. Đấy mà có duyên, mà rất là thông minh. Mà nãy giờ nghe cái cô chị nói là bạn gái là rất là đạo đức mà có cái tâm tốt như vậy thì cũng rất là tốt. Đấy, nhưng mà chị thấy là hai em là nếu về hình thức là cũng tương đối xứng. Đấy, mà nhà cửa thì nếu ở Sài Gòn cả thì rất là tốt. Chị là chị nhưng mà cũng bằng tuổi với mẹ của Ngân. Đấy, vì là đấy. Xin lỗi. Ở nhà hay gọi là Ngân. Đấy, cho nên là thì cũng chúc cho hai em là có buổi hẹn hò là thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Anh thấy giữa hai đứa thế này nha. Bên đây cũng hiền nhưng mà nếu như hai đứa kềm chế được cái việc cái sự nóng tính của hai đứa đó thì anh nghĩ nó ổn. Còn nếu vẫn giữ cái nóng tính của mình, vẫn giữ cái cá tính của mình như thế thì nó không ổn đó nha. Rồi các bạn xem lại đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Em tự quay ghế. Em tự quay ghế. À, chị quay. Đầu tiên gặp mặt anh. Em cảm ơn. Anh thấy em trai nào? Em khá là dễ thương. Thực ra cơ nãy thì nghe không có được rõ lắm. Nghĩa là em quê gốc ở đâu? Dạ em Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Dạ. Em ở quận mấy? Dạ em ở quận 3. Quận 3. Dạ. Dạ anh đang ở quận 12. Dạ. Dạ anh đi hàng ngày đi làm tại quận 2. Khá là gần. Dạ. Quận 2 xuống quận 3 nhanh mà. Dạ. Em là tính tình hơi thẳng thắn như là có sao em nói vậy không biết anh chấp nhận được không? Thực ra thì anh cũng trực tin đúng như vậy thôi. Dạ. Nhưng mà anh yên tâm em là chuyện qua rồi là qua, em không nhắc lại nữa. Hồi nãy bạn gái có nói là bạn gái không có thích tặng hoa. Người ta đâu biết em mới gặp mà. Lịch sự phải tặng hoa đúng không? Dạ. Một phần vì tặng hoa với một phần vì em được báo cũng khá là gấp. Nên cũng không đủ cái thời gian để đi phóng quà khác. Dạ không có lòng là được rồi. Hai bạn nhớ tên nhau không? Không nhớ không nhầm thì bạn tên Thơ. Dạ. Em xin lỗi tại hồi nãy anh nói nhỏ quá nên em không nghe rõ. Đúng rồi, micro bạn nam nhỏ. Anh là Hoàng. Em dạ em chào anh Hoàng. Dạ. Thi Thơ. Dạ. Hiện tại là anh ở chung với ba mẹ. Dạ đúng rồi. Ba mẹ anh dễ tính không vậy? Ba mẹ anh thì cũng tương đối là dễ tính thôi. Dạ. Em thì được cái là nếu ai chân thành với em thì em sẽ chân thành lại. Dạ. Thì mẹ anh cũng vẫn thường nói thôi, nếu mà khi anh như là con dâu á. Nhưng mà mình yêu quý con dâu thì con dâu cũng yêu quý mình. Là mẹ anh rất là dễ. Chứ cũng không có xét nét hay là có dễ. Dạ. Em chưa có biết bơi, có gì muốn anh dạy em bơi nha. Ok. Anh nhỏ chút xíu, chẳng hạn nếu như đến được với nhau á. Dạ. Thì em muốn sanh mấy bé? Em nghĩ 2 là đủ rồi. Okay. Anh dạ. Nghĩ 3 nhiều hơn. 3 luôn hả? Thì nói chung nếu mà mình có đủ kinh tế thì được. Dạ. Em là giáo viên. Dạ đúng rồi, em là giáo viên mầm non. Dạ, mầm non. Thì dạ, thường em đi làm vào mấy tiếng ngày nào? Em làm từ thứ hai tới thứ sáu. Thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Dạ. Thì hẹn hò thế nào các bạn? Thường thứ bảy chủ nhật thì bên anh hay tổ chức những cái sự kiện nhiều hơn. Nhưng mà thường thì những cái buổi tối thì bên anh hay thả những buổi tối. Dạ. Em thì tại vì là từ thứ hai tới thứ sáu thôi. Buổi tối thì em rảnh. Dạ. Nhưng mà thời gian thì là thôi mình có thể sắp xếp được mà. Dạ đúng rồi, do mình sắp xếp thôi. Nhưng mà có một cái là giống dụ như là bữa đó đi, thứ mình hẹn nhau ngày thứ năm, ngày thứ tư em có hẹn với bạn em, cái tự nhiên anh làm bất ngờ cho em đến ngày thứ tư em đi không được anh. Là sao thì giống như là anh hẹn ngày thứ năm nhưng mà em đi chơi bạn ngày thứ tư, ngày thứ tư anh qua không có em, lúc đó không biết anh sao. Thực ra cũng không sao đâu. Dạ. Mình có thể lâu lâu một vài lần cũng được mà. Dạ.
Yeah. Chứ mà đừng thường xuyên quá là được rồi. Hai người anh có mấy hơi rung một cái việc nào đó yeah. mà hai bạn cãi nhau, hai bạn đều nóng tính thì ta giải quyết như thế nào? Nếu như khi mà em đã cãi tới cùng rồi mà vấn đề không được giải quyết, em sẽ bỏ đi. Em sẽ bỏ đi đi khi mọi chuyện nguội lại rồi. Mình nghĩ mình sẽ sai chỗ nào mà người ta lại không nhường nhịn mình. Dạ. Yeah. Anh thì không ngại về nói câu xin lỗi. Nếu mà anh sai thì anh sẵn sàng nói câu xin lỗi. Dạ em cũng vậy. Dạ. Yeah. Thì có thể là một phần về ảnh hưởng từ ông bà cho đến bố mẹ. Cho nên là gia đình sống khá là tình cảm. Dạ. Yeah. Em thì thích những người sống tình cảm. Rồi, hai bạn hãy nói thật sự trong trong lòng mình hiện giờ mình đang nghĩ như thế nào về đối phương. Mỗi người một câu nữa thôi. Anh nói. Là em khá là dễ thương và thấy có những cái nét nó tương đồng. Thời gian thì đây thì nó không được nhiều, mình không thể hiểu hết được về nhau. Nhưng yeah. mình nên cho nhau một cái cơ hội để có thể tìm hiểu nhau được nhiều hơn. Yeah. Anh có thích hát không? Hát thì thực ra với anh nói chuyện nhỏ, mà chuyện lớn là anh không biết một bài nào hết. Hy vọng ha, hy vọng Tết này là mình có đôi với nhau. Dạ. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Đặt tay vào nút bấm nha. Đây. Bên trái. Bên trái. Bao nhiêu đó đủ để chúng ta cảm nhận tất cả mọi thứ và đi đến quyết định. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Khi mà chúng ta bấm nút là chúng ta trao cái duyên cho đối phương. Với sự chứng kiến của rất nhiều người đang theo dõi chương trình, bấm nút là hẹn hò các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Em có bấm á. Em có bấm hả? Dạ. Rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Giật mình hả? Sao hình như bấm nhẹ quá hả? Chắc vậy. Ai chúc mừng cho hai bạn nha. Mình nói một điều gì với lại gì chị. Chị đi, chị ruột đi. Hai chị. Anh nói rồi. Nói gì chị đi. Nói một điều gì đó để chị yên tâm. Thực ra thì em luôn tin một điều là phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, để trân trọng. Nên chị cứ yên tâm, hãy giao em gái mình cho. Rồi, xin phép chị luôn đi, giao hôn bạn gái một cái. Cái này cũng hơi khó. Và giờ, trước giờ thì em cũng qua mấy mối tình mà chưa hôn má bao giờ. Vậy bữa nay là lần đầu tiên hả? Rồi, tại vì em thì em thích ôm. Hôn thì phải giống như kiểu là niềm đam mê vậy đó. Nhưng mà để hôn thì em thường chỉ hôn môi thôi. Và nó phải cần có một cái thời gian đủ dài để cái tình cảm. Những người để thay vì nó một cái ôm là được. Như thế ôm em một cái. Hy vọng là chặt hơn nữa. Sẽ giữ lấy nhau trọn đời các bạn nha.